Chí tôn chiến thần, Giang Sách. Tập 90. Thực tiệm thuốc, Giang Sách ngồi ở ghế trên, trong tay nắm màu đen bút, ở một tấm sạch sẽ trên tờ giấy trắng viết xuống ba cái tên. Theo thứ tự là Long Mạch, Long Thủ, Lão Thiên Tôn. Ba người này là Giang Sách cuối cùng phải giải quyết rơi ba cái đại phiền toái. Từ trước mắt thế cục tới phân tích nói, Lão Thiên Tôn đã là nỏ mạnh hết đà. Vẽ còn tập đoàn ở Yến Thành cũng đã tường đổ mọi người đẩy, không nổi lên được cái gì lớn bọt sóng. Chỉ cần cẩn thận hắn chó cùng dứt dậu, cái khác cơ bản không có gì có thể lo lắng. Còn như Long Mạch, đây là dấu ở sau lưng lớn boss, dựa theo khu trưởng Tiêu Học Thần cung cấp tình báo, Long Mạch đã là một người, cũng là một tổ chức. Tổ chức đó tồn tại hơn 1.000 năm, càng là ở toàn quốc hơn 10 trong thành thị chôn tuyến. Hơn 10 thành thị. Mỗi cái thành thị đều có một cái Lão Thiên Tôn vậy nhân vật. Nếu như động Long Mạch, sẽ cho toàn quốc đều mang đến chấn động to lớn, cái này nhân loại không phải Giang Sách muốn di chuyển là có thể động, cần nhiều phương diện phối hợp mới có thể triệt để chảm thảo trừ căn. Phiền toái nhất là, cho tới bây giờ Giang Sách ngay cả Long Mạch dáng dấp ra sao, người ở nơi nào cũng không biết. Bất quá Long Mạch có thể tạm thời để ở một bên. Nguyên do bởi vì cái này địch nhân hiện nay vẫn còn tương đối xa, không phải Giang Sách hàng đầu suy tính mục tiêu. Ở sau cùng tam đại trong phiền toái, khó giải quyết nhất đúng là Long Thủ. Long Chảo, Long Lân đều đã bị Giang Sách bắt, chỉ cần lấy thêm dưới Long Thủ, liền triệt để chặt đứt Long Mạch phụ tá đắc lực. Nhưng Long Thủ thực lực không thể coi thường. Hiện tại, cũng không biết Long Thủ lại đang âm thầm nghẹn cái gì chủ ý xấu. Thông suốt. Tương Y Vân tới, đôi ngư đối với Giang Sách nói rằng, tuân thủ nghiêm ngặt nhà đại tiểu thư, đã có chút thời gian không tới, hôm nay tới là chuyên vì ăn, vẫn có tình báo phải giao cho Giang Sách. Giang Sách thả ra trong tay bút, đi xuống lầu cùng Tương Y Vân gặp mặt. Hai người tìm cái bàn trống ngồi xuống, điếm tiểu nhị bưng lên mấy điệp rau trộn, cũng rót một bầu lúa mạch trà. Giang Sách một bên cho Tương Y Vân châm trà một bên hỏi, hôm nay tới. Lại có tin tức tốt gì phải nói cho ta biết ha? Tương Y Vân cũng không khách khí, nâng chung trà lên liền uống một ngụm, đừng nói, nhà trà lại quý báu, cũng không có Giang Sách nơi đây uống thoải mái. Nàng nói rằng, tin tức là có, thế nhưng không phải tin tức tốt đó thì không rõ lắm. Nói cho ngươi biết ha, Long Thủ chuẩn bị cầm mà rồi. Cầm mà! Giang Sách giật mình, chưa từng nghe hiểu. Tương Y Vân giải thích. Ở Đông Giao có một mảng lớn công nghiệp đất hoang, bị Long Thủ cho nhìn chúng, hắn từ Lão Thiên Tôn bên kia lấy được một số tiền lớn, chuẩn bị đem mảnh đất này cho Cảnh Tiêu xuống tới. Hắn Cảnh Tiêu một mảng lớn công nghiệp đất hoang là vì cái gì? Giang Sách hỏi. Tương Y Vân nhún vai, không biết, người đàn ông kia đầu óc đang suy nghĩ gì ta căn bản không đoán ra được. Có thể là hắn muốn đổi nghề, hãng kiến tạo tới kiếm tiền. Điều đó không có khả năng. Long Thủ không có rảnh rỗi như vậy. Hơn nữa, đây là cái gì thời điểm? Đây chính là Long Thủ cùng Giang Sách hai người đối chiến thời điểm mấu chốt, Long Thủ tuyển trạch vào lúc này đi Cạnh Tiêu cầm mà, ăn no dỗi việc. Người đàn ông này tư tưởng không phải người bình thường có thể hiểu, đại khái suất lại đang nghẹn cái gì xấu một chút tử phải đối phó Giang Sách. Ta hiểu được. Đôi ngư, lập tức đem khối kia công nghiệp đất hoang bản đồ tìm cho ra. Đôi ngư gật đầu, ngay lập tức sẽ đi. Không đến 10 min võ thuật, đôi ngư cầm một tấm bản đồ lớn đã đi tới, triển khai sau đó bày ở trên bàn, chính là Long Thủ muốn cạnh tranh khối kia công nghiệp đất hoang bản vẽ. Mảnh đất này, đến cùng cất giấu bí mật gì, có thể để cho Long Thủ như vậy khẩn cấp muốn có được. Mấy người bọn hắn hướng về phía bản vẽ các loại nghiên cứu, trong khoảng thời gian ngắn cũng nghiên cứu không được cái gì. Mảnh đất này. Vậy thật là đã hẻo lánh lại hoang vắng, chung quanh nguyên bộ phương tiện tương đương kém. Dùng để trồng trọt, không được, muối tính tẩy rửa quá cao, trùng không được. Dùng để trang trải phòng ở, y viện, trường học, ngân hàng, sinh hoạt nguyên bộ, muốn cái gì không có gì, ngược lại nhà máy hóa chất gì gì đó đặc biệt nhiều, ở chỗ này xây nhà đó là huyết đền. Lúc này, Giang Sách chú ý tới một cái tiêu chí SS. Hãng rất nhiều nơi đều xuất hiện cái này tiêu chí. Tra một chút cái này dấu hiệu là có ý tứ. Thu được. Rất nhanh, đôi ngư cho ra đáp án, SS là một loại đặc thù hóa học thuốc thử viết tắt,
nên hóa học thuốc thử tính nguy hiểm cực cao, độc tính rất mạnh, trước một mực khối này công nghiệp dùng tiến hành thí nghiệm. Bởi quá mức nguy hiểm, sợ thương tổn người vô tội, không thể không tiến hành di chuyển. Nhà xưởng di chuyển đi, mảnh đất này nhưng không có nguyện ý tiếp nhận, vẫn chỗ trống này. Đôi ngư nói rằng, hiện nay đấu giá mảnh đất này, cũng là hy vọng có xí nghiệp nguyện ý đứng ra phế vật lợi dụng, nhìn có thể hay không làm ra một điểm chuyện đặc biệt tới. Giang Sách hỏi, khối kia công nghiệp dùng còn có SX hóa học thuốc thử sao? Đôi ngư giải thích, hóa học thuốc thử là khẳng định không có, rời thời điểm vô cùng cẩn thận, không ở lại bất kỳ nguy hiểm nào vật phẩm. Hơn nữa mảnh đất này cũng tiến hành rồi nhiều lần quét sạch, tính nguy hiểm không tồn tại. Bất quá. Dừng một chút, hắn nói tiếp, mặc dù không có tính nguy hiểm, thế nhưng mảnh đất này dù sao cũng là đã từng nghiên cứu SX chỗ, không phải bài trừ có SX tài liệu tương quan, vết tích. Nếu như là người có lòng bắt mảnh đất này tiến hành đẩy ngược lời nói, sợ là sẽ phải làm ra so với SX nguy hiểm hơn đồ đạc đi ra. SX là một loại cụ bị đại quy mô tính sát thương hóa học thuốc thử. Nếu như mảnh đất này bị long thủ bắt được, hắn ngược lại ra SX, hoặc là chế tạo ra càng thêm nguy hiểm hóa học thuốc thử, kia đối với toàn bộ Yến Thành mà nói chính là một loại uy hiếp to lớn. Đến lúc đó, chẳng khác nào toàn bộ Yến Thành đều bị long thủ bắt cóc rồi, tình huống sẽ có khủng phố dường nào, có thể tưởng tượng được. Mảnh đất này, tuyệt đối không thể để cho long thủ bắt. Không thể để cho Yến Thành trở thành long thủ trong tay kiếp mã. Tuy là còn không biết long thủ chân chính là ý đồ, nhưng nguy hiểm như vậy một mảnh đất, làm sao cũng không thể bị long thủ cái loại này tà ác phần tử cho chiếm giữ. Giang Sách, một bước cũng không nhường. Đấu giá hai ngày sau tiến hành, bởi vì, này khối mà hoang phế đã lâu, đồng thời hoàn cảnh chung quanh, nguyên bộ quả thực rất kém cỏi, tùy ý đấu giá giá cả kỳ thực không cao. Hiện nay lấy được tin tức là, giá khởi đầu sẽ không cao hơn 15 ức. Ở bây giờ cái này giá đất điên cuồng niên đại, 15 ức là có thể bắt lớn như vậy diện tích một mảnh đất ra, vậy đơn giản liền cùng bạch kiểm giống nhau. Đôi ngư hỏi, thống suất, người tính ra bao nhiêu tiền bắt mảnh đất này? Giang Sách hé mắt, nói rằng, không thiết lập hạn mức cao nhất, bao nhiêu tiền đều phải bắt. Đi, lập tức từ Giang Nam Khu, Kinh Thành triệu tập tài chính. Trong vòng 2 ngày phải chuẩn bị đầy đủ tài chính. Mảnh đất này, ta phải bắt. Có Giang Sách những lời này, cặp kia ngư cũng không sao có thể lại nói. Hắn ngay lập tức sẽ đi liên hệ Giang Nam Khu, Kinh Thành tương quan người phụ trách, từ Ngâm Mộng khoa học kỹ thuật, Ước Mạch vui chơi giải trí, Kinh Thành Giang Gia, Mây Lĩnh Sơn đẳng địa phương, đại quy mô dẫn vào tài chính. Một trận chiến này, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chiến thắng long thủ. Bắt khối kia công nghiệp đất hoang, tuyệt không có thể rơi vào kẻ cắp thủ. Hai ngày thời gian chớp mắt đã đến, Giang Sách đi tới đấu giá nơi sân, đôi ngư liền cùng ở phía sau hắn. Không ra ngoài dự liệu, bọn họ gặp được cái kia đau đầu người khác nam nhân long thủ. Yêu, Giang lão bản làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này nơi sân? Long thủ nhìn qua rất kinh ngạc dáng vẻ, nhưng không ai biết hắn nhất định là giả vờ, là hắn này cơ sở ngầm. Lại không biết Giang Sách tới với hắn đập đất. Giang Sách trả lời cũng tương đương kiên cường, trực tiếp đối đến trên mặt. Có ngươi ở đây địa phương, liền nhất định sẽ có ta. Mặc kệ long thủ muốn làm gì, Giang Sách cũng không thể làm cho hắn thuận thuận lợi lợi làm thành, làm sao có một loại Giang Sách ngược lại mới là người xấu cảm giác. Long thủ vui vẻ, pha trò nói yêu, ta đây về sau đi nhà cầu thời điểm nhiều lắm chú ý. Đừng huân lấy Giang lão bản rồi, ha ha. Hắn cười lớn từ Giang Sách bên người đi ra. Ngoại trừ long thủ ở ngoài, hôm nay tới đấu giá còn có hơn 10 gia đại hình xí nghiệp, trong đó đủ tài lực hùng hậu nước ngoài xí nghiệp. Bất quá, bọn họ đều là đến thái tử đi học. Có Giang Sách cùng long thủ hai người ở, những người khác đều không có khả năng giành được đi mảnh đất này. Mọi người dựa theo bài tử ngồi xong. Không bao lâu sau, người chủ trì đi lên đài, cầm microphone cười ha hả tiến hành rồi một phen giới thiệu sơ lược, đơn giản cũng chính là này tương đối tục sáo nói. Đến khi cái này liên tiếp lời nói xong sau đó, bắt đầu rồi hôm nay chính thức việc. Công nghiệp đất hoang, đấu giá. Người chủ trì dựng thẳng lên nắm tay, nói rằng, giá khởi đầu 12 ức, mỗi lần kêu giá không được thấp hơn 2.000 vạn, 3 lần kêu nhóm không người cùng giá cả,
thì chụp xong hoàn thành. 12 ức, so với ngay từ đầu đoán chừng 15 ức còn thấp hơn 3 ức, đủ để nhìn ra mảnh đất này là có biết bao làm người ta không thích rồi. Rất nhanh thì có người hô giá cả. 12 ức 2.000 vạn lần, đây chính là hướng giá thấp nhất kêu, đương nhiên, người nọ cũng chính là một đại gia làm cái đầu, hắn cũng không có cái gì đấu giá đi ý tưởng. Thỉnh thoảng, lại có người thứ hai kêu giá. Liên tiếp có người kêu giá, nhưng đều theo chiếu ít nhất giá cả tới kêu giá, đưa tới hô cả buổi sau đó, giá cả cũng chưa tới 15 ức, tràng diện kỳ thực rất khó coi. Nóng người hoạt động không sai biệt lắm, Long Thủ nở nụ cười một tiếng, nói rằng, các ngươi đám người này là tới khôi hài sao. Đấu giá là cái bộ dáng này, nhất bang quỷ nghèo kiết xác, bớt ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta theo giá cả, giá tổng cộng, 50 ức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. 60 ức, đó đã là một con số khổng lồ rồi, có mấy người xí nghiệp có thể gánh nổi bắt đầu mấy cái chữ này. Coi như là Yến Thành Cự Vô Phách Vẽ còn tập đoàn cũng quá rồi. Một con số, sợ đến rất nhiều người mặt mũi trắng bệch. Đây là liều mạng a. Bọn họ cũng không biết Giang Sách đây là vì cái gì. Phải biết rằng, khối này công nghiệp đất hoang căn bản là không có gì mở rộng giá trị. Không thể trồng trọt, không thể xây lầu, mua được chẳng khác nào đập trong tay. Có cần phải hoa 60 ức đi mua sao? Người chủ trì cũng lại càng hoảng sợ, thanh âm có chút run rẩy mà hỏi, Giang tiên sinh, ngài nhất định phải lấy 60 trăm triệu giá cả tới đấu giá khối này công nghiệp đất hoang. Giang Sách không có chút nào nhát gan lui về phía sau ý tứ. Hắn nhẹ nhàng gõ đầu, xác định. Hô! Người chủ trì thở ra một hơi dài. Giờ microphone nói rằng, Giang tiên sinh lấy 60 trăm triệu giá cả đấu giá, xin hỏi, còn có cùng vỗ sao? Lời này không phải nói cho người khác nghe, nói đúng là cho rồng thủ nghe. Người chủ trì ánh mắt nhìn chằm chằm vào Long Thủ. Long Thủ nhẹ nhàng cười cười, hướng phía Giang Sách giơ ngón tay cái lên, nói rằng, Giang lão bản, người lợi hại, người thật có tiền a, ta phục rồi, mảnh đất này ta tặng cho ngươi. 60 ức. Coi như giết lão thiên tôn, hắn cũng không cầm ra nhiều tiền như vậy cho ta a. Ngay cả Long Thủ đều bỏ qua, vậy còn có người nào có thể cùng Giang Sách lại so đấu? Đã không có. Người chủ trì liên tục 3 lần kêu nhóm, không có ai cùng giá cả, mảnh đất này triệt để thuộc về Giang Sách rồi. Giang tiên sinh, chúc mừng. Người chủ trì lúc nói lời này kỳ thực rất trái lương tâm, bởi vì hắn cũng biết mảnh đất này giá trị thực tế có bao nhiêu. Như vậy một khối không đáng giá tiền mà bán ra 60 ức giá trên trời, Giang Sách tuyệt đối thua thiệt chết. Giang Sách mỉm cười, làm cho đôi ngư cùng người chủ trì đi làm thủ tục. Sau đó, mọi người đứng dậy rời đi hiện trường. Long Thủ đứng dậy chỉnh sửa quần áo một chút, chậm rãi bước đi tới Giang Sách bên người, đặt mông ngồi ở Giang Sách bên cạnh chỗ ngồi, cười ha hả nói có thể a, trình độ không sai a. Trước ăn cắp tình báo của ta. Tiếp lấy xích hào chi phí từ trong tay của ta giành lại mà, lợi hại, bội phục. Chỉ bất quá. Thoại phong nhất chuyển, Long Trảo nhìn chằm chằm Giang Sách, âm lãnh nói rằng, người thực sự biết ta tại sao muốn mua mảnh đất này sao? Ân. Giang Sách khẽ nhíu mày, chẳng lẽ không đúng vì SX hóa học thuốc thử sao? Long Thủ vui vẻ, người nghĩ rằng ta là muốn SX sao? Người sai rồi. Tất cả hóa học thuốc thử đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ, thiết bị, tư liệu, di tích cũng biết để ý không còn một mảnh. Căn bản cũng không khả năng thu được SX tài liệu tương quan, nếu có thể lấy được nói, mảnh đất này cũng không khả năng lấy ra đấu giá. Có thể bán đấu giá, đó chính là an toàn mà, không có vấn đề. Giang Sách nghi ngờ, hỏi, vậy ngươi còn muốn tới đấu giá? Long Thủ nhún vai, đó là bởi vì ta biết ngươi sẽ cùng theo tới a. Chỉ cần là ta nhìn chúng đồ đạc, người sẽ nhớ phương thiết pháp cướp đi, cho dù là ngâm mễ điền cộng. Cho nên, ta cố ý hoa giá cao để cướp đoạt khối này phế địa, không phải ta nghĩ muốn đạt được mảnh đất này, mà là muốn để cho ngươi cướp đi, để cho ngươi thua thiệt tiền, hiểu chưa? Cái này, Giang Sách một lần tính toán người khác, không nghĩ tới lúc này đây bị Long Thủ làm tâm tính, hung hăng đùa bỡn một lần. Hoa 60 ức mua một khối không có chút giá trị nào phế địa. Hơn nữa còn là từ Giang Nam khu, kinh thành điều động tài chính, thua thiệt a, thiệt thòi lớn rồi.
Long thủ vỗ nhẹ nhẹ một cái Giang Sách bả vai, cười ha hả nói, về sau chuyện như vậy còn có thể bình thường phát sinh, hoan nghênh ngươi tiếp tục tới theo ta đoạt rác rưởi, ha 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 ha. Long thủ phi thường cuồng vọng ly khai hiện trường, một trận chiến này, hắn xem như là đại hoạch toàn thắng, đem Giang Sách cho cái hố chết khiếp. Người chung quanh cũng nhao nhao hướng phía Giang Sách quăng tới các loại ánh mắt. Có cười nhạo, có thể thương, có thở ơ. Ở nơi này dạng một hồi to lớn đánh cược trong, Giang Sách thua thương tích đầy mình. Lẽ nào, thực sự cũng chỉ có thể như vậy sao? 40 phút sau, Giang Sách về tới thực tiệm thuốc chung, không nói một lời đi tới một tấm bàn trống bên cạnh ngồi xuống, đôi ngư vẫn đi theo Giang Sách bên người, một chữ cũng không dám nói. Một trận chiến này thua thảm a. 60 ức. Mua một khối không có chút giá trị nào phá địa, bị long thủ bẫy chết mà lại. Mấu chốt nhất là, về sau gặp lại tình huống giống nhau lại nên làm cái gì bây giờ? Còn muốn hay không đi ngăn cản? Nói thí dụ như, long thủ lại muốn làm cái gì chuyện xấu, Giang Sách còn muốn phí sức lực đi ngăn cản sao? Nếu như không phải ngăn cản, na long thủ không liền có thể lấy không kiêng nể gì cả đâu. Nhưng nếu như ngăn cản, rất có thể biết lại một lần nữa đụng tới như hôm nay cục diện như vậy, long thủ đào xong hãm hại chờ ngươi tới nhảy vào, quay đầu mới phát hiện long thủ căn bản là không có dự định mua mảnh đất này. Tất cả, chỉ là vì tiêu hao thực lực của đối thủ. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch vì sao long thủ đem tương huân, tương theo như vân đặt ở bên người còn không đặt thêm phòng nguyên nhân, long thủ chính là để cho bọn họ hai cái cho Giang Sách truyền lại tin tức. Sau đó sẽ lợi dụng những tin tức này hung hăng công kích Giang Sách. Người biết cái nào cái tin tức là thật, biết cái nào cái tin tức là giả. Người không biết, chỉ dựa vào đoán nói, là thắng không được long thủ. Cục diện tương đương bất lợi a. Cho nên bây giờ Giang Sách lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có trong, đôi ngư cũng chính là thấy được điểm này, mới không dám đi tới cùng Giang Sách nói. Bởi vì hiện tại nói cái gì đều là dư thừa. Ai, đôi ngư thở dài một hơi, phi thường khó chịu ngồi xuống, loại này bị địch nhân tỏ ra xoay quanh cảm giác thật là rất khó chịu. Kết quả Giang Sách đột nhiên quay đầu nhìn hắn, mặt tươi cười nói, làm sao vẻ mặt mất hứng dáng vẻ. Cái này còn cần hỏi. Đôi ngư vẻ mặt đau khổ nói rằng, chúng ta bị người lừa bịp 60 ức, có thể cao hứng đứng lên sao? Giang Sách nở nụ cười, nơi nào bị gài bẫy? Không phải. Chúng ta hoa 60 ức mua một khối không chỗ dùng chút nào phế địa, đây không phải là bị gài bẫy sao? Na Long thủ từ ngay từ đầu chính là dẫn chúng ta vào làm, hắn căn bản là không có muốn mua mảnh đất kia. Giang Sách mỉm cười, từ tốn nói, đây chính là ngươi hay là hãm hại sao? Hắn lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi cho là ta ở tiêu nhiều tiền như vậy trước, biết một chút phòng bị cũng không có, một chút ý tưởng cũng không có sao? À. Đôi ngư sửng sốt một chút, hỏi thống suất, ý lời này của ngươi là. Ngươi từ lâu đã có chuẩn bị, là cái gì chuẩn bị a? Rất nhanh ngươi sẽ biết, Giang Sách chỉ một cái bàn lớn, đem cái bàn kia thu thập sạch sẽ, như thế này có khách muốn tới. Khách nhân, người nào nha? Người nước ngoài. Giang Sách mỗi một câu cũng làm cho đôi ngư mộng bức, lúc này, Giang Sách còn muốn gặp người nước ngoài. Làm cái gì? Mặc dù không rõ Bạch đến cùng có ý tứ, nhưng đôi ngư vẫn là dựa theo Giang Sách yêu cầu đi làm, đem cái bàn dọn dẹp sạch sẽ, sau đó đem cơm nước đều chuẩn bị thỏa đáng. Hắn mới vừa đem một chai rượu đỏ cất xong, cửa liền lái tới vài màu đen xe có rèm che. Cửa xe mở ra, từng cái người nước ngoài đi ra. Một người trong đó, Âu Phục, nhìn qua giống như là một đại lão bản. Đôi ngư hé mắt. Luôn cảm giác người đàn ông này có chút quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại mới nhớ, cái này một vị, không phải là Địch Nhìn Kỹ Nghịch quốc nội người phụ trách sao? Địch Nhìn Kỹ Nghịch, là toàn cầu cự vô phách công ty, ở điện ảnh và truyền hình, ít mở rộng, nghỉ phép khu các loại lĩnh vực đều có chỗ kiến thụ, đặc biệt dưới cờ công viên, thâm thụ toàn thế giới nhân yêu thích. Địch Nhìn Kỹ Nghịch ở toàn quốc trong phạm vi chỉ có số lượng không nhiều vài cái công viên. Yến Thành, không có. Tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Giang Sách lại có thể đem Địch Nhìn Kỹ Nghịch quốc nội người phụ trách cho hẹn đi ra, ăn chung bữa cơm. Đôi ngư biết bữa cơm này phân lượng nặng bao nhiêu.
Nếu như khối kia phế địa có thể mở rộng thành địch nhìn kỹ nghịch chỗ vui chơi lời nói, na 60 ức liền không có chút nào thua thiệt, quả thực kiếm lợi lớn. Không riêng Giang Sách kiếm, Yến Thành cũng sẽ rất kiếm. Chuyện này sẽ trở thành Yến Thành một đại đặc sắc, dù sao quốc nội cũng không có vài cái thành thị sở hữu địch nhìn kỹ nghịch chỗ vui chơi, đây là chân chân thực thực nhất đẳng đại hạng mục. Làm người ta sợ hãi than hạng mục. Như vậy một cái đại hạng mục, sẽ ở nơi này dạng một cái quán cơm nhỏ vào trong nói. Nếu như không phải tận mắt thấy, đôi ngư cũng không dám tin tưởng sự thực như vậy. Giang Sách cùng này người nước ngoài hữu thuyết hữu tiếu, đại gia ăn phi thường hài lòng, thậm chí Giang Sách còn cùng na người nước ngoài ôm nhiều lần, một bữa cơm ước chừng ăn được có 2 giờ. Cơm nước no nê, Giang Sách tự mình tiễn này người nước ngoài ly khai. Người nước ngoài chân trước mới vừa đi, đôi ngư chân sau liền không kịp chờ đợi chạy đến Giang Sách trước mặt, hỏi thống suất, đó là địch nhìn kỹ nghịch quốc nội người phụ trách sao? Giang Sách mỉm cười, người nói xem. Đôi ngư giơ ngón tay cái lên, thống suất, ngươi là thực sự cường a, người như vậy mạch tài nguyên đều có. Giang Sách nói rằng, ở Tây Cảnh thời điểm, ta đã cứu cả nhà của hắn tính mệnh, cho tới nay quan hệ cũng không tệ. Lúc này đây ta ở mua đất trước liền suy nghĩ, lớn như vậy một mảnh đất mua về rốt cuộc muốn xử lý như thế nào. Làm ruộng, không được, hãng kiến tạo, không thích hợp, xây nhà, vậy thì càng xả đạm. Ta tỉ mỉ phân tích qua mảnh đất kia tình huống. Tuy nói mảnh đất kia cấu tạo và tính chất của đất đai không thế nào tốt, hơn nữa chung quanh nguyên bộ cũng không đủ. Nhưng có một ưu thế thật lớn, ngay cả có 3 cái đường sắt ngầm đều trải qua mảnh đất này. Tựa như một hình tam giác, đem khối này mà đem thả ở giữa. Kể từ đó, mảnh đất này thông nhau sẽ phi thường phát triển. Chỉ cần cùng phía chính phủ trao đổi, 3 cái tuyến đều ở chỗ này khai thông trạm điểm. Như vậy mảnh đất này sẽ trong nháy mắt giá trị con người tăng vọt. Nhưng là, phía chính phủ làm sao có thể tùy tùy tiện tiện cho ngươi lái thông trạm điểm. Vì vậy Giang Sách liền nghĩ đến địch nhìn kỹ nghịch. Nếu như ở chỗ này kiến tạo một cái địch nhìn kỹ nghịch chỗ vui chơi, kia đối với Yến Thành chính là một cái to lớn cơ hội làm ăn, một tấm thành thị danh thiếp, đến lúc đó cũng không cần Giang Sách đi đề nghị, phía chính phủ sẽ chủ động khai thông trạm điểm. Bữa cơm này. Vì chính là cái này. Đôi ngư hỏi, na người nước ngoài đồng ý sao? Giang Sách nói rằng, lại không cần bọn họ bỏ tiền mua đất ra, tiết kiệm được lớn như vậy một mảnh đất ra, có cái gì không đồng ý. Đến tiếp sau chỉ cần đem quyền lợi phân phối phân chia rõ ràng là được rồi. Lúc này đây, đôi ngư đối với Giang Sách là chân chân thực thực bội phục đến cùng. Ngay từ đầu đôi ngư vẫn còn ở thương tâm khổ sở, cảm thấy hao tổn 60 ức. Bây giờ mới biết Giang Sách đã sớm có kế hoạch, tính trước kỹ càng. Giang Sách nói rằng, có chuyện tốt không muốn giấu giếm, nhanh đi đem tin tức tản mát ra. Minh bạch, đôi ngư lập tức nghe theo. Một mặt là vì để cho phía chính phủ cũng coi trọng, về phương diện khác cũng là vì yên lành chọc tức một chút long thủ. Ngươi không phải cố ý đào hầm hại chúng ta sao? Thật ngại quá, đây không phải là hãm hại, đây là thật lớn một tòa kim sơn. Buôn bán lời, buôn bán lời. Tuân thủ nghiêm ngặt nhà, trong đại sảnh. Long thủ bưng một ly rượu đỏ, một bên uống một bên thưởng thức rượu màu đỏ, đó là hắn thích nhất nhan sắc. Lão thiên tôn ngồi ở một bên cũng là vui vẻ nguy. Lâu như vậy, cuối cùng là yên lành gài bẫy Giang Sách một lần, thực sự là bắt hắn cho sướng đến phát rồ rồi. Phải biết rằng, từ Giang Sách tới Yến Thành sau đó. Trên cơ bản chính là Lão Thiên Tôn vẫn nằm ở bị động bị đánh trạng thái, mỗi lần muốn cùng Giang Sách đấu lực tay, đều bị Giang Sách hung hăng giáo dục một trận. Lần này cuối cùng là đại thù được báo. Một hơi thở làm cho Giang Sách tổn thất 60 ức, một khoản tiền lớn như vậy không thấy, đó cũng không phải là việc nhỏ a, coi như là Giang Sách cũng ăn không tiêu. Lão Thiên Tôn vừa cười vừa nói, thảo nào mọi người đều nói ngươi long thủ mới là long mạch tâm phúc. Là cả tổ chức người mạnh nhất, trước đây ta còn có chút hoài nghi, lúc này đây ta là thật tin tưởng. Long lân, long chảo cũng không có làm được sự tình, ngươi làm xong rồi, hơn nữa làm ta bội phục là, ngươi biết rõ Tương Huân cùng Giang Sách hai người lén lút thông đồng, chẳng những không phải ngăn cản, ngược lại lợi dụng tin tức của bọn hắn liên hệ, hung hăng cho Giang Sách lên bài học. Về sau coi như có nữa tin tức truyền đi, Giang Sách cũng không dám đơn giản tin a. Lão Thiên Tôn là thật vui vẻ a,
cũng không cần chiếc đũa rồi, trực tiếp lấy tay nắm lên trên bàn đùi gà liền gặm. Bất quá có sao nói vậy, Long thủ ngươi ngay từ đầu hướng ta vay tiền đi đấu giá mảnh đất kia thời điểm ta thực sự hách liễu nhất đại khiêu, thực sự không rõ ngươi muốn làm gì. Ngươi nói thế nào khối mà một điểm giá trị cũng không có, tốn nhiều như vậy tiền chụp được tới, đó không phải là huyết bồi sao? Hiện tại được rồi, Giang Sách chính mình đưa tới nhảy vào trong hố, ngẫm lại đều cảm thấy thống khoái. Long thủ khóe môi nhếch lên nụ cười. Hắn đương nhiên cũng là cao hứng, một trận chiến này, chỉ ít chứng minh rồi Giang Sách cũng là có nhược điểm, là có thể chiến thắng. Hai người bọn họ đang ở nói chuyện trời đất võ thuật, đi một mình qua đây, chính là tuân thủ nghiêm ngặt nhà chủ nhân Tương Huân. Bất quá thời khắc này Tương Huân đã hoàn toàn không có một chút xíu chủ nhân nên có bộ dáng, nhìn qua thật giống như hắn mới là khách nhân. Lão Thiên Tôn nhìn hắn một cái, hứ một ngụm, trực tiếp không muốn để ý đến hắn. Long thủ càng là âm dương quái khí nói rằng, tưởng gia chủ, lúc này đây thật là đa tạ ngươi a, nếu như không có lời của ngươi, ta còn thực sự không biết nên làm sao làm cho Giang Sách vào hãm hại. Ngươi giúp đỡ rồi đại ân của ta, người ta liên thủ, còn sợ Giang Sách bất tử. Hắn nói lời này chính là cố ý muốn chọc giận một mạch Tương Huân. Kết quả lúng túng là, Tương Huân trên mặt của cũng không có lộ ra chút nào tức giận, ngược lại cười lạnh một tiếng, vô cùng tính táo xuất ra iPad, không biết tại nơi điểm cái gì. Tương Huân một bên điểm vừa nói, ta thật bội phục các ngươi còn có tâm tình ở chỗ này núi ăn hải uống, lẽ nào các ngươi cũng không biết quan tâm đối thủ hướng đi sao? Đối thủ hướng đi? Giang Sách? Lão Thiên Tôn khinh thường nói, làm sao, chẳng lẽ Giang Sách trong cơn tức giận, nhảy lầu tự sát? Liền cùng cái kia cái phế vật đệ đệ giống nhau. Tương Huân cười khổ lắc đầu, đem iPad để lên bàn, mở ra một cái video. Hắn nói rằng, căn cứ tin tức gần đây đưa tin, Giang Sách đã cùng địch nhìn kỹ nghịch đạt thành hợp tác, muốn đem khối kia công nghiệp đất hoang cải tạo thành địch nhìn kỹ nghịch công viên, đồng thời phía chính phủ đối với lần này ủng hộ mạnh mẽ, còn chuẩn bị đem ba cái đường sắt ngầm đều ở đây na phụ cận khai thông trạm điểm. Các ngươi thật là dẫn quân vào cuộc sao? Theo ta thấy, các ngươi đây là dẫn sói vào nhà a. Hy sinh chính mình, thành toàn người khác, Long Thủ, Lão Thiên Tôn. Các người thật là quá vĩ đại rồi. Trong nháy mắt, đang ngồi hai người kia đều mộng ép. Vừa mới còn núi ăn hải uống say hưng thịnh không được hai người bọn họ, lúc này giống như là hai tòa phong hóa tượng đá, trong mắt đều không động được. Không có khả năng, điều này sao có thể? Long thủ mất một đại phen công phu, chính là muốn đem Giang Sách cho mang vào trong hố. Kết quả là mới phát hiện cái kia trong hố chôn tất cả đều là hoàng kim. Ai đây hại ai a? Trong lúc nhất thời, Long thủ cảm thấy uống vào trong miệng rượu đỏ một điểm mùi vị cũng không có, liền cùng nước tiểu ngựa một cái vị nhi. Điều đó không có khả năng. Long thủ trực tiếp ném xuống ly rượu đỏ, nhìn chằm chằm iPad trong video chăm chú nhìn, Lão Thiên Tôn cũng bu lại, hai người cùng nhau quan sát trong video dung. Trong video, Giang Sách đặc biệt triệu khai một cái buổi họp báo tin tức, tham dự ngoại trừ Giang Sách ở ngoài. Còn có hai cái cấp quan trọng nhân vật. Một cái địch nhìn kỹ nghịch quốc nội người phụ trách, một người là khu trưởng Tiêu Học Thần. Lấy Giang Sách làm chủ đạo mở trận này buổi họp báo. Nội dung chủ yếu rất đơn giản, chính là đối ngoại tuyên bố bọn họ mới nhất kế hoạch, Giang Sách tìm 60 ức bắt một tảng lớn mà, cùng địch nhìn kỹ nghịch đạt thành hợp tác, muốn đem mảnh đất này cho mở rộng thành địch nhìn kỹ nghịch chỗ vui chơi. Phía chính phủ cũng sẽ hào phóng khai thông trạm điểm. Cùng lúc đó, phía chính phủ còn có thể ở phụ cận kiến tạo phố thức ăn ngon, trung tâm thương nghiệp, toàn lực phối hợp chế tạo một cái sống phóng túng làm một thể khu vực mới. Lập tức, mảnh đất này từ không đáng một đồng biến thành hương bột bột. Nhân tiện ngay cả phụ cận phòng ở đều tăng không ít tiền. Nhìn xong toàn bộ video, Long thủ huyết đều lạnh, hắn nơi nào nghĩ đến Giang Sách lại còn có thể chơi chiêu thức ấy. Hắn nào biết đâu rằng Giang Sách có như thế mạng giao thiệp. Ngay cả địch nhìn kỹ nghịch công viên bản quyền đều có thể bắt được. Là ta xem nhẹ hắn. Long thủ trong mắt tràn đầy phẫn hận, trước cao hứng biết bao nhiêu, hiện tại thì có nhiều bi thương. Ghê tởm. Hắn nghiêm khắc một quyền nện ở trên bàn, chuyện này không thể cứ tính như vậy, nếu như cứ như vậy kết thúc, vậy hắn lúc này đây thua liền có chút quá thảm rồi. Xấu xí a.
Lão Thiên Tôn sắc mặt cũng khó nhìn, hắn vạn vạn không nghĩ tới ngay cả mạnh nhất long thủ đều sẽ kỳ xoa nhất chiêu. Ngươi định làm như thế nào? Lão Thiên Tôn hỏi. Long thủ thở ra một hơi dài, gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, một người vóc dáng gầy gò nam tử đi đến, hướng về phía long thủ khom người bái thật sâu. Lão đại tốt, người này là long thủ phi thường thích dùng một cái thủ hạ, bởi vì quá gầy, đều quản hắn là cây gậy trúc. Cây gậy trúc thủ đoạn độc ác, vì tiền chuyện gì cũng làm ra được. Như loại này đơn giản nghe lời, lại không tâm không có phổi nhân, là long thủ thích dùng nhất nhân, bởi vì này loại người là dễ dàng nhất khống chế, chỉ cần tiền cho đủ, hắn sẽ là của ngươi người, không cần bỏ ra tâm tư suy nghĩ nhiều cái gì. Long thủ móc ra tờ chi phiếu, xuất ra màu đen bút, ở điền chữ số trước, hỏi, một cái mạng, bao nhiêu tiền? Cây gậy trúc hai mắt sáng ngời, vậy phải xem của người nào mệnh. Long thủ làm cho cây gậy trúc đi tới trước mặt, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói ra một cái tên, cây gậy trúc vừa nghe, vui vẻ, vừa cười vừa nói, hắn a, mạng của hắn không bao nhiêu tiền. Bất quá nếu không đáng giá, đó cũng là một cái mạng. Ân, 2 triệu a. Tốt, cho ngươi 2 triệu. Long thủ không chút do dự điền vào 2 triệu, đem chi phiếu giao cho cây gậy trúc, tiền ngươi nhận lấy, sau đó nghe ta an bài. Tốt, cây gậy trúc cầm tiền hấp ta hấp tấp chạy. Lão Thiên Tôn không khỏi hiếu kỳ hỏi, ngươi hoa 2 triệu mua của người nào mệnh? Long thủ bình thản nói rằng, một cái đối với chúng ta không sao cả nát vụn mệnh, thế nhưng đối với Giang Sách cũng rất mấu chốt số khổ. Giang Sách lợi dụng địch nhìn kỹ nghịch hoàn thành kinh thiên lớn nghịch chuyển, đem một khối phế địa biến thành hoàng kim bảo dấu, chuyện này rất nhanh ở Yến Thành truyền bá ra. Lập tức, có người quá nhiều đăng môn tìm kiếm hợp tác. Lớn như vậy một cái hạng mục, ai không muốn vào tới chia một chén súp? Có thể nói, ở hạng mục còn không có chính thức trước khi bắt đầu, dựa vào những thứ này đối tượng hợp tác, Giang Sách cũng đã đem tiền vốn trở về 2/3 rồi. Hôm nay, Giang Sách đang cùng một cái Mỹ thực gia Minh Thương tiến hành đàm phán, đối phương muốn ở chỗ vui chơi phụ cận phố thức ăn ngon kiến tạo một cái đặc sắc cửa hàng, Giang Sách cũng cơ bản đồng ý, chỉ là về phương diện giá tiền còn có đợi thương thảo. Hai người đang ở trả giá thời điểm, đôi người đột nhiên vọt vào, thở không ra hơi nói rằng, thống suất, không xong, công trình bên kia xảy ra tai nạn rồi. Ân, Giang Sách cau mày, cái này địch nhìn kỹ nghịch đại hạng mục còn không có chính thức bắt đầu tiến triển, cũng đã xảy ra tai nạn rồi. Náo cái gì yêu thiêu thân? Hắn dò hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Đôi ngư phi thường ủ rủ nói ba chữ, chết người đi được. Người chết, đây chính là đại sự. Đối với bất kỳ một cái nào công trình hạng mục mà nói, này cũng có thể là chí mạng, sơ ý một chút thì có thể đưa tới hạng mục vàng rơi, coi như không phải vàng, cái này người chết cũng là phi thường điểm xấu sự tình. Nói cụ thể một chút. Sau đó, đôi ngư đem chuyện phát sinh qua trình đại thể nói một lần. Bãi bỏ nhà xưởng cải tạo thành địch nhìn kỹ nghịch chỗ vui chơi chuyện này đã xác định, đội xây cất người phụ trách cũng đến hiện trường đi tiến hành kiểm tra một chút sốt cuộc muốn làm sao cải tạo. Kết quả không biết từ nơi này chạy đến một đám người, không phải nói na nhà xưởng còn có bọn họ cổ quyền, cấp cho bọn họ chia hoa hồng. Đây không phải là vô nghĩa sao? Bãi bỏ nhà xưởng là phía chính phủ bán đấu giá, tất cả giải quyết tốt hậu quả công tác đều đã xử lý thỏa đáng, làm sao có thể còn có bọn họ cổ quyền? Hơn nữa, mặc dù thật sự có cổ quyền, cũng cần tam phương ngồi xuống chậm rãi trao đổi, nào có thứ nhất là muốn tiền. Lui một vạn bước nói, coi như là muốn thối tiền, vậy cũng hẳn là tìm Giang Sách, tìm đôi ngư, làm sao cũng không tìm được nhân gia đội xây cất nhân A. Nhân gia chính là lấy tiền làm việc, tới cải tạo chỗ vui chơi, cũng mặc kệ cổ quyền tranh chấp sự tình. Này lưu manh vô lại nghe không vào, không trả tiền, bọn họ sẽ không làm cho đội xây cất tiến hành hiện trường khám tra. Thường xuyên qua lại, song phương liền mâu thuẫn thăng cấp. Đối phương toàn bộ đều là du côn vô lại, một lời không hợp liền động thủ đánh người, đội xây cất nhân có lẽ là tự bảo vệ mình, có lẽ là giận, cũng động thủ. Kết quả cuối cùng chính là, đối phương một người bị đánh chết tại chỗ. Cái này thì càng nguy rồi, những người đó báo cảnh sát, đem hiện trường phong tỏa, đội xây cất người đều bị mang đi. Hiện tại khám tra công tác cũng không có hoàn thành, chớ đừng nói chi là thi công.
Còn có chính là chết giả gia thuộc ở hiện trường gây rất lợi hại, kéo Hoành Phi, tát cầu huyết, chính là không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, muốn tiếp tục khám tra, đó là căn bản không có thể sự tình. Đôi ngư vẻ mặt đau khổ nói rằng, bởi vì, này có chuyện xảy ra, rất nhiều phía đầu tư đều do dự. Lúc đầu có Tam gia phía đầu tư còn nói buổi chiều tới thương lượng, hiện tại toàn bộ đều các trí. Nếu như chuyện này không phải xử lý tốt lời nói, thật có thể sẽ xuất sư không phải tiệp thân chết trước a. Việc này, nói lớn có thể lớn, nói không vừa tiểu. Giang Sách híp một cái hai mắt, trong lòng tính toán chuyện này đến tột cùng nên xử lý như thế nào mới tốt. Ngón tay hắn ở trên bàn không ngừng gõ, một lần lại một lần trong đầu tính toán theo công thức các loại có khả năng, trở về thẩm phán món chân tướng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một hồi ngoài ý muốn, chuyện kia thì dễ làm. Đơn giản chính là hao tài tiêu tai. Này người gây chuyện đơn giản chính là cầu tiền, những tiền kia đem bọn họ cho đuổi rồi là được rồi. Còn như chết giả gia thuộc, Trấn An Đáo vị nói, có thể cũng có thể hóa giải vấn đề. Đội xây cất chuyện có chút phiền phức, bọn họ thất thủ đem người đánh chết, nếu quả như thật hình phạt đó cũng là chuyện không có cách nào khác, công việc này sợ là phải giao cho cái khác đội xây cất tới làm. Nếu như, chuyện này thật chỉ là ngoài ý muốn, đó chính là tổn thất tiền cùng vấn đề thời gian. Tối đa chính là một ít cãi cỏ. Sợ là sợ đây không phải là một hồi ngoài ý muốn, mà là có người có ý định làm ác. Thật là thất thủ đánh chết nhân sao? Nếu như không phải thất thủ, mà là có người ngay từ đầu nằm tính toán cẩn thận, cố ý khiêu khích, dụ dỗ đội xây cất nhân động thủ, sau đó người nọ thuận thế chết, người sắp chết sự tình an bài ở đội xây cất trên người. Vấn đề này liền lớn. Nếu như là có ý định làm ác, vậy coi như không phải thường tiền chuyện. Dù côn vô lại sẽ không kỳ hạn cãi cọ, chết giả gia thuộc cũng sẽ vẫn náo xuống phía dưới, công trình hạng mục cuối cùng rất có thể sẽ bởi vì lần nữa kéo dài mà thất bại. Mặc dù Giang Sách sử dụng thủ đoạn cứng rắn tới tiếp tục công trình, đối phương cũng sẽ sử dụng càng thô bạo thủ đoạn tới ngăn cản. Có thể chết một cái, có thể chết người thứ hai. Đến lúc đó cho người chết nhiều vài cái, người công trình không phải vàng đều không được. Cho nên bây giờ là tối trọng yếu chính là muốn biết rõ ràng một việc, rốt cuộc ngoài ý muốn, vẫn là có ý định làm ác. Giang Sách hỏi, người điều tra qua người chết thân phận, còn có chết giả gia thuộc tình huống sao? Đôi ngư gật đầu, đều điều tra rõ ràng. Người chết tên là La Cầu Mong, là một gã không nghề nghiệp nổi danh, quanh năm đi theo một cái biệt hiệu là cây gậy trúc nhân thân bên. Mỗi ngày không trợ lý nhi, khắp nơi thẳng cật thẳng hát, lừa bịp tống tiền người giả bị đụng, danh tiếng rất kém cỏi. Còn như chết giả gia thuộc ta cũng điều tra qua, đúng là La Cầu Mong người nhà, điểm này không có nghi vấn. Chỉ bất quá La Cầu Mong bình thường cùng nhà quan hệ phi thường kém, hầu như chính là không phải liên hệ. Lúc này đây La Cầu Mong chết, người nhà nhưng ở trước tiên liền thu được tin tức, đồng thời tới rồi nháo sự, tốc độ có điểm quá nhanh, giống như là trước giờ biết gặp người chết giống nhau. Nghe thế, Giang Sách trong lòng đã có một ít phán đoán. Một người cho tới bây giờ không phải cùng người nhà liên lạc người, hắn xuất hiện ở chuyện trước tiên, người nhà liền chạy đến, khóc cùng thực sự giống nhau. Cái này thực sự không thể không khiến người hoài nghi có phải hay không có mở ám. Giang Sách có hỏi, đội xây cất bên kia, điều tra rõ ràng là ai thất thủ đánh chết người sao? Đôi ngư lắc đầu, căn bản điều tra không được, na nhà xưởng đều hoang phế, căn bản cũng không có quản chế, hơn nữa đánh nhau thời điểm cũng không có quay video, cho nên tình huống cụ thể là dạng gì, chỉ có thể nghe bọn hắn nói. Đội xây cất nhân cơ bản đều động thủ, tràng diện phi thường hỗn loạn, tại làm sao loạn dưới tình huống rốt cuộc là người nào động thủ đánh chết La Cầu Mong, căn bản là không nói rõ ràng. Hiện nay thi thể đã giao cho pháp y bên kia, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có cặn kẽ pháp y báo cáo, đến lúc đó mới có thể biết là ai động thủ đánh chết La Cầu Mong. Có thể biết. Ha ha, Giang Sách biểu thị không quá xem trọng. Nếu như là có ý định vu oan giá họa, hung thủ kia khẳng định ngay từ đầu đã nghĩ được rồi sách lược, không có khả năng tùy tùy tiện tiện đã bị điều tra ra. Đôi ngư hỏi, thống suất, ngươi xem chuyện này là không phải có chuyện. Đương nhiên là có vấn đề. Hơn nữa vấn đề còn rất lớn. Giang Sách hít thở sâu một hơi, nói rằng, chỉ sợ, đây cũng là long thủ cho chúng ta ra nan đề a.
Lúc này đây thực sự bị Giang Sách cho đoán trúng, đúng là Long Thủ tự cấp Giang Sách ra nan đề. Tuân thủ nghiêm ngặt nhà chung. Long Thủ xem tivi lên tiếp sóng tin tức, mừng rỡ miệng đều không khép lại được, hắn thấy, lúc này đây đối phó Giang Sách kế hoạch đơn giản hữu hiệu. Có đôi khi, càng là phương pháp đơn giản, thì càng hữu hiệu. Nhất chiêu thật đơn giản vụ oan giá họa, liền triệt để đem Giang Sách giải quyết cho rồi. Cây gậy trúc cười ha hả đứng ở Long Thủ trước mặt, nói rằng, lão đại, người xem ta đây một lần sự tình làm còn thỏa đáng sao? Thỏa, vô cùng thỏa. Long Thủ giơ ngón tay cái lên, lúc này đây ngươi sự tình làm xinh đẹp. Cây gậy trúc còn nói thêm, tạ ơn lão đại nhiều khích lệ, mặt khác thân nhân người chết bên kia còn cần một khoản tiền. Hắn đem lời nói phân nửa không nói. Long Thủ tâm tình lúc này tốt, trực tiếp nói, yên tâm, ngươi để những người chết kia người nhà đi náo, nói cho bọn hắn biết, không quan tâm Giang Sách cho bọn hắn bao nhiêu tiền, ta đều có thể cho bọn hắn gấp đôi. Để bọn họ vẫn náo, kiên quyết không cho công trình mở ra. Minh bạch, cây gậy trúc hấp ta hấp tấp chạy, hắn lại có thể kiếm không ít tiền. Lão Thiên Tôn giơ ngón tay cái lên, đối với Long Thủ nói rằng, ngươi lần này làm thật xinh đẹp, biết sớm như vậy đơn giản là có thể trị ở Giang Sách, ta còn phí nhiều như vậy võ thuật làm cái gì. Long Thủ nói rằng, hiện tại gần là đối với Giang Sách kinh tế tạo thành đả kích, sau đó phải làm, mới là đối với Giang Sách bản thân tạo thành đả kích. Bót cảnh sát, mật thất. Giang Sách cùng khu trưởng Tiêu Học Thần ngồi đối mặt nhau, một người trước mặt một ly cà phê. Tiêu Học Thần đem kiểm nghiệm xác báo cáo đem ra, nói rằng, căn cứ kiểm nghiệm xác báo cáo biểu hiện, người chết là cái ót bị người dùng vật nhọn thể đâm trúng, mới đưa đến tử vong. Nói cách khác, trong lúc hỗn loạn có người sử dụng nhọn vật thể đánh trúng la cầu mong cái ót, đưa tới hẳn chết. Lúc đó người nhiều như vậy, làm sao xác định rốt cuộc là người nào ra tay? Tiêu Học Thần rất khó khăn nói rằng, ta có một cái to gan suy đoán, là đám kia người gây chuyện chính mình thừa dịp giết lung tung chết la cầu mong, sau đó giá họa đến rồi đội xây cất trên người. Giang Sách gật đầu, hắn đương nhiên cũng nghĩ như vậy. Vấn đề là chứng cứ ở nơi nào? Không có chứng cứ, tất cả liền đều là nói suông. Lúc đó như vậy hỗn loạn, vừa không có bất kỳ quản chế video. Ngay cả đội xây cất người một nhà đều nói không rõ ràng lắm tình huống cụ thể ngay lúc đó là hình dáng gì. Làm sao cha? Tiêu Học Thần lâm vào làm khó dễ trạng thái. Lúc này Giang Sách điện thoại di động vang lên, là Đôi Ngư đánh tới. Uy, chuyện gì? Thống suất, thân nhân người chết lại tới náo loạn, nói như thế nào cũng không nghe, ảnh hưởng nghiêm trọng công trình tiến độ. Bọn họ nghĩ muốn cái gì? Bọn họ cái gì cũng không muốn a. Thường tiền không muốn, xin lỗi không muốn, bọn họ rõ ràng chính là tới nháo sự, tới kéo dài chúng ta công trình tiến độ. Còn có, bởi vì, này một lần sự kiện, rất nhiều hợp tác phương đều tạm thời gác lại rồi hạng mục, nếu như không thể giải quyết thích đáng nói, sợ là muốn lành lạnh. Cái này là thật phiền phức lớn rồi. Tiêu Học Thần nặng nề thở dài, cái này tỏ rõ là hướng về phía ngươi tới, thực sự không được, ta áp dụng thủ đoạn cưỡng chế. Không được, Giang Sách phản đối nói, hiện tại Long Thủ sẽ chờ chúng ta áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, đến lúc đó, hắn có thể mở rộng thanh thế, thêm mắm thêm muối. Hơn nữa, chúng ta áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, hắn cũng tương tự có thể, đến lúc đó chết lại mấy người, công trình này liền triệt để lạnh. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, đến tột cùng làm sao mới được. Tiêu Học Thần sâu thở dài một hơi. Gặp phải loại này biết rõ là vụ oan giá họa rồi lại chuyện không có chứng cứ tình, thực sự gọi người đau đầu a. Giang Sách đồng dạng rơi vào trầm tư. Sau một lát, khóe miệng của hắn bỗng nhiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười tà ác. Nếu như La Cầu Mong không chết đâu. A, Tiêu Học Thần nghe không hiểu, có ý tứ. Giang Sách cười đễu nói, ta nói, nếu như ta có thể sử dụng y thuật làm cho La Cầu Mong khởi tử hồi sinh. Vậy không thì không có sao đâu. Ngạch, Tiêu Học Thần lúng túng nói, người nọ cũng chưa chết, đương nhiên thì không có sao. Vấn đề là, hiện tại cũng đã làm kiểm nghiệm xác báo cáo, thi thể đều giải phẫu, người làm sao khởi tử hồi sinh. Giang tiên sinh, người đây nếu có thể làm cho La Cầu Mong sống lại, vậy người thì không phải là nhân loại, là Đại La Kim Tiên rồi. Tôn Hầu Tử cũng không bằng người bản lãnh lớn a.
Nếu muốn làm cho một cái bị giải phẫu nhân sống lại, đó là đương nhiên là lời nói vô căn cứ. Thế nhưng, Giang Sách có biện pháp khác. Hắn đứng dậy nói rằng, ta tự có phương pháp sống lại La Cầu Mong, bất quá, cần Tiêu khu trưởng giúp ta bảo thủ bí mật, thi thể đã bị giải phẫu sự tình, muôn ngàn lần không thể tiết lộ. Tiêu Học Thần gật đầu, chút chuyện này ta hoàn toàn có thể làm được. Vậy thì cảm ơn. Giang Sách đi ra mật thất, bắt đầu chấp hành kế hoạch của hắn. Bãi bỏ nhà xưởng. Thân nhân người chết ở hiện trường kéo theo Hoành Phi, còn đang cầm người chết ảnh chụp, chính là muốn cho người chết đòi lại một cái công đạo. Nhưng người hỏi bọn hắn là muốn tiền hay là muốn xin lỗi hay là muốn làm cái gì, bọn họ lại không nói. Cứ như vậy hao tổn. Mấu chốt nhất là, bọn họ nói là vội tới người chết lấy lại công đạo, kỳ thực mỗi người cũng không có chút nào bi thương tình, thậm chí có thời điểm còn có thể cười cười nói nói. Cái loại cảm giác này giống như là để hoàn thành nhiệm vụ giống nhau. Một chiếc màu đen xe con lái tới, đậu xe, Giang Sách cất bước đi ra. Đôi ngư vội vàng tiểu bào qua đây, thống suất, chính là chỗ này mấy người, một mực nơi đây nháo sự. Giang Sách gật đầu, cất bước đi tới, các ngươi chính là La Cầu Mong người nhà sao. Một gã phụ nữ nói rằng, là, ta chính là La Cầu Mong mụ mụ. Các ngươi những thứ này giết thiên đao vô liêm sỉ vương bát đản, hại chết con ta muốn thay ta con trai lấy lại công đạo. Giang Sách khẽ cười một tiếng, nói rằng, lấy lại công đạo. Ta làm sao nghe không rõ. La Cầu Mong hắn chẳng qua là chảy chụa ra đầu, hiện tại đã xuất viện, một chút sự tình cũng không có, các ngươi thảo cái gì công đạo. A, à, cái quái gì. Phụ nữ cùng với La Cầu Mong những gia nhân khác đều ngẩn ra. Phi thường nghi hoặc nhìn Giang Sách. Ngươi hù ai đó? La Cầu Mong đều đã bị các ngươi giết, thi thể đều đưa đi kiểm nghiệm xác rồi. Ngươi còn ở nơi này nói ẩu nói tả. Thật coi chúng ta dân quê không học thức, dễ dàng như vậy bị mắc lừa sao? Giang Sách thở dài một hơi, quay đầu nhìn xe phương hướng, nói rằng, La Cầu Mong, chính ngươi đi ra với ngươi người nhà giải thích a. Lời vừa nói ra, mọi người đều sợ. Mỗi người đều trợn to hai mắt hướng phía xe phương hướng nhìn sang. Lúc này, liền thấy một gã trên đầu bọc vải thưa nam tử từ trong xe đi ra, không là người khác, chính là trước truyền ra tin người chết La Cầu Mong. Người chết, sống lại đâu? Không riêng La Cầu Mong người nhà vẻ mặt mộng bức, ngay cả đôi ngư đều nhìn mục trừng khẩu ngốc. Đây là chuyện gì? La Cầu Mong, sống. Tại mọi người ánh mắt khó thể tin chung. La Cầu Mong đi tới đàn bà trước mặt, phi thường chán ghét nói rằng, ta chết ngươi thật giống như thật cao hứng a. Muốn dùng mạng của ta tới hãm hại tiền. Nói cho ngươi biết, không có cửa đâu. Cái này tiền thuốc men, là thuộc về ta, hiểu không bà già đáng chết. La Cầu Mong người nhà toàn bộ đều mắt lớn chừng mắt nhỏ, từng cái ngây tại chỗ, căn bản không biết nên xử lý như thế nào bây giờ chàng diện. Người trước mắt này xác xác thật thật chính là La Cầu Mong, giọng nói chuyện. Thần thái, đều giống nhau như đúc, không thể nào là giả. Hơn nữa La Cầu Mong cùng người nhà quan hệ phi thường kém, hiện tại những thứ này người nhà lúng túng, bọn họ lúc đầu cho rằng La Cầu Mong chết, có thể lợi dụng cái chết của hắn tới hung hăng kiếm một số tiền lớn. Kết quả La Cầu Mong không chết. Trách bạn. Bọn họ đương nhiên muốn tiếp tục mò tiền, thế nhưng La Cầu Mong đó là tình nguyện chính mình mò tiền cũng không khả năng cho bọn hắn cơ hội. Giang Sách đi tới hỏi, hiện tại đến cuối cùng là cái gì tình huống? Nhà các ngươi người thương lượng xong không có? La Cầu Mong không vui nói, thương lượng vật gì vậy? Ta theo bọn họ sẽ không quan hệ. Giang Sách, ngươi chỉ cần đem tiền thường cho ta là được, 300,000, một phần cũng không thể thiếu. Đội xây cất đả thương La Cầu Mong, Giang Sách bồi thường 300,000 cho La Cầu Mong, chuyện này có thể kết thúc. Giang Sách cùng La Cầu Mong đương nhiên là cao hứng. Nhưng là La Cầu Mong người nhà sẽ không cao hứng, bọn họ đều đáp ứng rồi Long Thủ, chỉ cần miệng nhất định, quay đầu Long Thủ chí ít có thể cho hai người bọn hắn triệu tiền thưởng. Hiện tại một phân tiền đều không vớt được rồi. Phụ nữ chỉ vào La Cầu Mong mũi mắng, ngươi có phải hay không có bệnh? Ngươi mới có bệnh, La Cầu Mong cũng mắng, muốn cùng ta đoạt tiền. Cút đại gia ngươi. Phụ nữ nóng nảy. Động thủ sẽ cùng La Cầu Mong đánh lẫn nhau, bị người bên cạnh cho kéo ra. Giang Sách nói rằng,
tình huống bây giờ rất rõ ràng, ta chỉ cần phải thường cho Thường La cầu mong 30 vạn là được, còn như những người khác liền cùng lần này sự kiện không có quan hệ. Lúc nói lời này, Giang Sách cố ý nhìn phụ nữ, nếu như các ngươi tiếp tục gây chuyện nói, đó chính là ác ý phá hư, ta sẽ không đối với các ngươi thủ hạ lưu tình. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, lập tức liền có một đoàn bảo tiêu xông tới. Trước các ngươi hữu lý, không thể đối với các ngươi động thủ, hiện tại các ngươi không để ý tới rồi, đây còn không phải là nghĩ thế nào động thủ liền làm sao động thủ. Làm. Chuyện cho tới bây giờ, là cầu mong người nhà cũng là không có cách nào, nghiêm khắc dậm chân, ly khai hiện trường. Tiếp lấy, Giang Sách cho La Cầu Mong một tấm chi phiếu, nói rằng, phương diện này có 30 vạn, ngươi có thể đi. Ha ha, cảm tạ. La Cầu Mong cầm chi phiếu cũng ly khai. Chuyện này, cứ như vậy kết thúc. Đôi ngư nhìn vẻ mặt mộng bức. Này cũng chỗ cùng chỗ A. La Cầu Mong không phải đã chết, thậm chí đều mang đi tiến hành giải phẫu, tại sao lại đột nhiên sống lại đâu. Này cố ý người gây chuyện, lúc đầu đôi ngư thúc thủ vô sách, cũng không biết nên xử lý như thế nào bọn họ mới tốt, bây giờ lại cứ như vậy bị đuổi đi rồi. Tất cả nhìn qua đều là dễ dàng như vậy. Đôi ngư lăng lăng nhìn Giang Sách, hỏi thống suất, ngươi là làm sao làm được? Người chết sống lại loại chuyện như vậy, ta nghe chưa từng nghe qua. Giang Sách cười thần bí, rất nhanh ngươi thì sẽ biết câu trả lời, hiện tại, chúng ta về trước thực tiệm thuốc nghỉ ngơi. Yến Thành, quán ba. La Cầu Mong đẩy cửa mà vào, khắp khuôn mặt là phẫn nộ, cây gậy trúc ở đâu? Lăn ra đây cho ta. Nhà này quầy rượu lão bản chính là cây gậy trúc. Những người khác nhao nhao thối lui, lão bản cây gậy trúc từ bên trong đi ra, liếc mắt một cái liền nhận ra La Cầu Mong, kinh ngạc miệng đều không khép lại được. Kỳ thực vừa mới hắn đã được đến tin tức, biết La Cầu Mong không chết, nhưng hắn vẫn không chịu tin tưởng chuyện này, thẳng đến tận mắt thấy La Cầu Mong đi hướng hắn. Hắn chỉ có xác nhận sự thật này. La Cầu Mong, ngươi tại sao không có chết a? Cây gậy trúc kinh ngạc không được. La Cầu Mong cười lạnh một tiếng, ha ha, ngươi đương nhiên ước gì ta đi chết. Ngươi một cái vương bát đản, ngươi bán đứng ta. Hắn đi lên liền níu lấy cây gậy trúc cần cổ. Cây gậy trúc vội vàng nói, đừng động thủ, có chuyện hảo hảo nói, ta kỳ thực cũng là có nỗi khổ tâm. Nỗi khổ tâm, khổ gì chung? Nơi đây không có phương tiện nói, ngươi theo ta tiến đến. Sau đó, cây gậy trúc mang theo La Cầu Mong tiến nhập quán ba phòng, giữ cửa cho khóa trái. Hắn đi tới La Cầu Mong trước mặt, nhỏ giọng nói rằng, chuyện này đều là Long Thủ an bài, là hắn cho ta 1 triệu đến mua mạng của ngươi, sau đó giá họa cho đội xây cất. La Cầu Mong tức giận quát, cho nên ngươi mới có thể thừa dịp loạn ở ta sau đầu mặt tới một cái. Cây gậy trúc vẻ mặt xấu hổ. Hắn nói rằng, ta cũng chẳng còn cách nào khác, ta không giết ngươi, Long Thủ sẽ giết ta. Lúc nói lời này, hắn nhìn thoáng qua La Cầu Mong cái ót, bị từng vòng vải xô cho dây dưa lấy, xem ra chỉ là thụ thương, cũng không chí mạng. La Cầu Mong lạnh lùng nói rằng, nhìn cái gì, ta không chết, ngươi rất thất vọng có phải hay không? Nhĩ lão thành thật cho ta nói rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không có biện pháp. La Cầu Mong đối lý, chỉ phải đem chuyện tiền căn hậu quả cặn kẽ nói cho La Cầu Mong. Sau khi nói xong, cây gậy trúc phi thường nghi ngờ hỏi, ta na một cái châm rất mạnh, đều trúng vào ngươi trong đầu đi. Ngươi này cũng không chết, mệnh thật đúng là lớn a. La Cầu Mong nở nụ cười, ta đương nhiên sẽ không chết, bởi vì ngươi châm cũng không phải ta. A, cây gậy trúc bối rối, nghe không hiểu. Thẳng đến. La Cầu Mong khẽ cười một tiếng, tự tay trưởng kíp lên vải xô vạch trần, đem trên mặt nạ da người cho xốc lên, lộ ra diện mục chân thật. Hắn, không phải La Cầu Mong. Thật ngại quá, ta không phải La Cầu Mong. Cây gậy trúc trợn tròn mắt, đến bây giờ mới biết được chính mình bị mắc lừa, kỳ thực suy nghĩ một chút cũng phải, cái kia một cái trực tiếp ghim vào đại não, làm sao có thể còn sống sót. Ngươi dám trêu chọc ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta, 12 hoàng kim, bình nước. Bình nước, 12 sao tọa trong trí khôn tượng trưng, thông minh nhất cũng am hiểu nhất công kích lòng người nhược điểm. Ngươi là Giang Sách Nhân. Ngươi cho rằng đâu? Bình nước hoàng liễu hoàng trong tay một cái tương tự với u mâm đồ đạc,
nói rằng, người vừa mới nói ta đã toàn bộ làm bản sao rồi, chúng ta bót cảnh sát thấy. Cây gậy trúc lập tức liền nhảy dựng lên, cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ngươi đi được rơi. Hắn đi tới mở cửa, hô to một tiếng, mấy anh em, làm việc rồi. Lập tức liền có mười mấy tráng hán đi vào ghế lô. Mười mấy người đối với một người, thắng bại chắc là rất rõ ràng. Đối chính thường nhân rõ ràng nhất, nhưng đối với Bình Nước, không được. Bình Nước đem chứng cứ cất xong, mỉm cười lắc đầu, kỳ thực ta tuyệt không thích động thủ, ta là quan văn, động thủ đánh lộn loại sự tình này ta phiền chán nhất rồi. Bất quá nhân sinh không như ý 10 có 8 9, ngày hôm nay ta là không động thủ cũng. Hai mắt của hắn trong lóe ra vẻ hàn quang. Trong sát na, cây gậy chúc bọn người không có phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Mỗi người đều cảm giác trên đùi một hồi đau đớn, cúi đầu vừa nhìn, mỗi người chân nhỏ đều bị rạch ra một cái lỗ to lớn, tiên huyết chảy ròng. A, à, mười mấy người ở ngắn ngủi vài giây trong liền toàn bộ được giải quyết rớt, từng cái ôm chân nhỏ lăn lộn trên mặt đất, đau kêu cha gọi mẹ. Bọn họ căn bản là ngay cả Bình Nước là thế nào xuất thủ cũng không thấy. Tên địch nhân này, so với bọn họ trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Sau đó, Bình Nước thì lớn như vậy dung xếp đặt từ trước mặt bọn họ đi qua, đi ra ghế lô, ly khai quán bar. Một giờ sau, cây gậy chúc đám người toàn bộ bị đưa vào bót cảnh sát, đồng thời, phía chính phủ mặt hướng quảng đại quần chúng công bố một bộ phận chân tướng của sự tình. Là cầu mong tử vong sự kiện, là cùng nhau châm trích rất rõ ràng, có dự mưu phạm tội. Sự kiện một khi công bố, liền đưa tới rộng rãi thảo luận. Trong đó nhức đầu nhất đương nhiên chính là Long Thủ cùng Lão Thiên Tôn rồi. Long Thủ xem TV lên báo cáo tin tức, tức giận mũi đều sai lệch, trước luôn miệng nói phương pháp đơn giản nhất đem Giang Sách cho đánh bại, kết quả Giang Sách cũng thật đơn giản đem hắn cho hàng phục. Cây gậy chúc cái này chí chướng. Người chết như thế nào lại sống lại, không cần đầu óc ngẫm lại. Một cái thật đơn giản dịch dung, liền đem cây gậy chúc cho lừa gạt, liền đem toàn bộ kế hoạch làm hỏng rồi. Long Thủ tức giận ngay cả cơm đều ăn không dưới. Lão Thiên Tôn nhưng thật giống như là tập mãi thành thói quen vậy, vừa uống rượu vừa nói, ta đã nói rồi, đơn giản như vậy phương pháp làm sao có thể sẽ đem Giang Sách cho chế phục. Bất quá người yên tâm, ta đã tìm Lý Thành Thiên đi làm Giang Sách rồi. Lý Thành Thiên, Thương Minh cái kia cỏ đầu tường. Long Thủ nghi ngờ hỏi, ngươi làm cho một cái mặt hàng như vậy đi đối phó Giang Sách. Đùa giỡn sao? Đối với, chính là đùa giỡn, Lão Thiên Tôn lau miệng, làm cho hắn đi náo, cùng Giang Sách náo bẻ, sau đó làm cho Thương Minh hủy diệt. Một ngày Thương Minh bị hủy, Giang Sách tất cả hợp tác phương đều sẽ do dự. Không cần thiết có thể lập tức làm chết Giang Sách, thế nhưng có thể hung hăng ác tâm hắn một bà. Bây giờ Lão Thiên Tôn cũng liền chút tiền đồ này rồi. Cũng không muốn lấy đem Giang Sách giết chết, có thể ác tâm Giang Sách một bà là được rồi. Đây cũng là liên tục nhiều lần bị Giang Sách làm nằm xuống, trong lòng cái này ác tâm có thể ra một điểm là một điểm. Nhưng mà Long Thủ nhưng ở lập mưu cái gì? Hắn cũng không phải là cái loại này biết tùy tùy tiện tiện người nhận thua, hắn chính là mão đủ tinh thần muốn đem Giang Sách bắt. Chỉ là, lấy cái gì phương thức tương đối khá đâu? Thực tiệm thuốc, Giang Sách, Đôi Ngư, Bình Nước ba người ngồi vây chung một chỗ. Đôi Ngư giơ ngón tay cái lên nói rằng, thống suất ngươi thực sự là có thể a, một chiêu này quá cao, ngay cả ta đều bị lừa. Nói đi nói lại, Bình Nước thuật dịch dung của ngươi cũng quá lợi hại, đều có thể cùng Na Cửu Vĩ sánh bằng. Bình Nước khoát tay áo, cùng Cửu Vĩ vẫn là không kém thiếu, nhưng ứng phó một chút như vậy tình trạng tạm được. Ba người nâng chén chè chén, trong lòng thống khoái. Lúc này, một trận điện thoại phá vỡ bình tĩnh vui thích bầu không khí. Giang Sách tiếp thông điện thoại, ngay từ đầu trên mặt còn treo móc nụ cười, từ từ nụ cười liền trầm xuống, nhìn qua vô cùng không vui. Cúp điện thoại, Đôi Ngư hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì đâu? Giang Sách cười khổ lắc đầu, phi thường bất đắc dĩ nói, lại là Thương Minh những tên khốn kiếp kia, bọn họ giống như là con ruồi giống nhau, không có gì nguy hiểm, nhưng chính là ở bên cạnh ngươi bay tới bay lui, khiến người ta sinh chán ghét. Bình Nước đề nghị, xem ra bọn họ lại bị Lão Thiên Tôn, Long Thủ những người đó gây xích mích, cho chúng ta tìm không thoải mái. Thông suốt, giống như vậy con ruồi tuy là không có nguy hiểm,
nhưng đều khiến bọn họ bay tới bay lui cũng thật chán ghét, bằng không chúng ta thừa cơ hội này, đem những này đáng ghét con ruồi toàn bộ đều đập chết a. Đúng hợp ý ta, Giang Sách nói rằng, muốn một cái cứ điểm tử, đem Lý Thành Thiên những người đó toàn bộ đều đập chết. Sau đó, ba người bọn họ bắt đầu thương lượng phải như thế nào đối phó Lý Thành Thiên. Cũng liền gần 20 phút, bọn họ liền chế định xong kế hoạch. Đối phó những con ruồi này không cần sử dụng đặc biệt phiền toái thủ đoạn, liền một chữ, ngoan. Sau khi cơm nước xong, Giang Sách mang theo đôi ngư, bình nước đi tới Thương Minh, cùng Lý Thành Thiên đám người thấy, ngồi chung ở bên trong phòng họp, ngồi chung còn có cái khác 9 tên Thương Minh thành viên. Thương Minh thập đại thành viên, kỳ thực toàn bộ đều là cỏ đầu tường, Giang Sách mạnh thời điểm bọn họ liền hướng Giang Sách, hiện tại Long Thủ tới bọn họ liền hướng Long Thủ. Một điểm nguyên tắc cũng không có. Duy nhất nguyên tắc chính là, ai mạnh theo người nào. Hiện tại, thập đại thành viên lấy Lý Thành Thiên dẫn đầu, cư nhiên đối với Giang Sách tiến hành bức vua thoái vị. Lý Thành Thiên nói rằng, Giang hội trưởng, mời lập tức đình chỉ địch nhìn kỹ nghịch chỗ vui chơi kế hoạch, một kiện sự này, chúng ta Thương Minh toàn thể trên dưới đều kiên quyết phản đối. Phản đối? Các ngươi có tư cách gì phản đối? Phải biết rằng, hạng mục này hoàn toàn chính là Giang Sách chính mình làm, cùng Thương Minh không có một đồng tiền quan hệ, nhưng lại chiếm được quan phương chống đỡ, dân chúng ủng hộ. Các ngươi Thương Minh là thứ gì, có các ngươi chỉ chõ chõ phần sao? Giang Sách cũng biết Lý Thành Thiên bọn họ chính là rõ ràng tới gây chuyện, giảng đạo lý nhất định là nói không thông, vì vậy hắn trực tiếp hỏi, nếu như ta khư khư cố chấp, chính là muốn tiếp tục kế hoạch, thì như thế nào? Lý Thành Thiên vui vẻ, vậy ngượng ngùng, ngươi làm hội trưởng nhưng cố muốn làm ra nguy hại Thương Minh sự tình, chúng ta đây liền. Đổi ta, Giang Sách lạnh lùng nói rằng, ta là hội trưởng, nhiệm kỳ chưa tới, các ngươi có tư cách gì đổi ta? Lý Thành Thiên khoát tay áo, không phải, chúng ta sẽ không đổi ngươi, cũng không có tư cách, không có quyền lực đổi ngươi. Thế nhưng, chúng ta có thể đổi tự chúng ta, nếu như ngươi khư khư cố chấp, chúng ta đây liền toàn thể rời khỏi Thương Minh. Hiện trường 10 người này, đây chính là Yến Thành có mặt mũi xí nghiệp ra, từng cái đều có thực lực hùng hậu. Bọn họ cùng nhau thối lui ra nói, Na Thương Minh liền danh nghĩa rồi. Đến lúc đó, Giang Sách cái này quang can tư lệnh, mơ tưởng từ Thương Minh thu được một chút xíu chỗ tốt. Mặc dù không có thể đối với Giang Sách tạo thành đả kích chí mạng, thế nhưng có thể chân chân thực thực ác tâm Giang Sách một bả, cái này, chính là Lão Thiên Tôn muốn đạt tới mục đích. Lý Thành Thiên cũng cho là hắn một chiêu này rất hữu hiệu. Sự thực cũng là, Giang Sách chẳng những không có bất kỳ uể oải tình, ngược lại trên mặt tươi cười, phi thường vui vẻ nói rằng, là thật sao? Các ngươi 10 cái phế vật cuối cùng cũng muốn thối lui ra khỏi sao? Thật tốt quá, nhân sự, tài vụ, nhanh lên qua đây theo chân bọn họ ký rời khỏi hiệp nghị, thập đại phế vật từ đó về sau cùng Thương Minh lại không liên quan. Buổi nói chuyện đem tất cả mọi người nói mộng ép. Cái này Giang Sách làm sao chẳng những không phải giữ lại, hoàn hảo giống như ước gì Lý Thành Thiên bọn họ ly khai. Không phải, Giang Sách ngươi có ý tứ. Lý Thành Thiên cảm giác có điểm ngất. Giang Sách nở nụ cười, ta có thể có ý gì? Là ngươi nói rời khỏi a, ta chỉ là thuận theo ý tứ của ngươi đi làm mà thôi. Nói thật ra, các ngươi đám này phế vật cái gì cũng không có tác dụng, cả ngày cũng biết hai đầu ngược lại. Ta rất sớm đã muốn đổi các ngươi. Hiện tại ngươi chủ động nói ra, thực sự là quá tuyệt vời. Lý Thành Thiên rất là xấu hổ. Mình là đến bức cung, sao bây giờ thoạt nhìn, chính mình căn bản không có chút nào trọng yếu a. Bên cạnh có người đứng lên, chỉ vào Giang Sách nói rằng, ngươi mắng ai là phế vật. Giang Sách vi vi quay đầu nhìn hắn, dùng giọng lạnh như băng nói rằng, ta liền mắng ngươi là phế vật, không riêng gì ngươi. Tại chỗ thập đại thành viên, các ngươi tất cả đều là phế vật. Người nọ tức giận nha dương dương, thế nhưng, hắn lại căn bản không dám động thủ. Cùng Giang Sách động thủ, vậy cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Vì vậy hắn phi thường khó chịu ngồi xuống, ha ha, thật đúng là bị Giang Sách nói trúng rồi, hắn chính là một phế vật. Giang Sách vô cùng lãnh đạm chỉ vào cửa phương hướng, đối với hiện trường Na thập đại thành viên nói rằng, hiện tại các ngươi có thể cổn đàn. Lý Thành Thiên vỗ bàn đứng lên, Giang Sách, ngươi có nhớ hay không rõ ràng hậu quả là cái gì?
Đã không có chúng ta 10 người, Thương Minh đó chính là danh nghĩa. Chúng ta đi, Thương Minh cũng không có rồi, tổn thất của ngươi khó có thể ước đoán. A hát, phải, các ngươi 10 người có trọng yếu như vậy sao? Giang Sách khẽ cười một tiếng, vỗ tay một cái, phòng họp cửa mở ra, lục tục có ăn mặc tây trang nam tử đi đến. Trong bọn họ mỗi một vị, đều là thương nghiệp vòng đại lão. Chứng kiến những đại lão này đi tới, Lý Thành Thiên thấy không ổn, cảm giác vô cùng có khả năng có bất hảo sự tình phát sinh. Hắn thật vẫn đã đoán đúng. Giang Sách nói với hắn, những thứ này thương nghiệp vòng các bằng hữu sáng sớm liền cùng ta liên lạc, nói muốn tiến nhập Thương Minh, cùng nhau thành tựu một phen sự nghiệp. Chỉ là đáng tiếc a, Thương Minh thành viên chỉ có 10 cái vị trí, các ngươi không đi xuống, bọn họ lên không nổi. Lúc đầu ta còn thật khó khăn, không biết làm sao cự tuyệt bọn họ. Hiện tại được rồi, Lý Thành Thiên, các ngươi cư nhiên tuyển trạch chủ động ly khai, thật là giúp ta một đại ân. Nhanh, không muốn ma kỷ, đi nhanh một chút a, vừa vặn có thể cho người khác giành ra vị trí. Lý Thành Thiên nghe xong đều phải ói ra. Hắn còn nghĩ bức vua thoái vị Giang Sách rồi, kết quả là Giang Sách ước gì hắn đi nhanh một chút. Cái này đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp. Ta, Giang Sách cũng không cho Lý Thành Thiên đổi ý cơ hội, trực tiếp khiến người ta đem Lý Thành Thiên bọn họ toàn bộ đều mang đi, thập đại thành viên, toàn bộ quét hụt. Hắn cùng đôi ngư liếc nhau, đồng thời lộ ra nụ cười sung sướng. Đối phó người như thế, một chữ, ngoan, như vậy là đủ rồi. Đến khi Lý Thành Thiên mấy người bọn hắn bị dọn dẹp ra đi sau đó, Giang Sách đối với hiện trường người nói, hiện tại chúng ta có thể tổ kiến một cái mới tinh Thương Minh, làm một trận đại sự nghiệp. Mọi người hoan hô, hưng phấn dị thường. Tuân thủ nghiêm ngặt nhà. Lý Thành Thiên khí hanh hanh đi tới Long Thủ cùng Lão Thiên Tôn trước mặt, tức giận phi thường nói, ta dựa theo các ngươi nói đi làm, kết quả chẳng những không có đối với Giang Sách tạo thành bất kỳ thương tổn, ngược lại ta bị mở rớt. Các ngươi đối với ta tổn thất dự định thường thế nào thường? Hắn chính là thua nhiều lắm, đã sắp đánh mất lý trí rồi, lại dám tìm đến Long Thủ, Lão Thiên Tôn phiền phức. Toàn bộ Yến Thành, ngoại trừ Giang Sách ở ngoài thật đúng là không có người thứ hai có thể ở nơi này hai người trước mặt làm càn. Lý Thành Thiên cho là bọn họ hai cái bại bởi Giang Sách rất nhiều lần, sẽ không đem bọn họ để vào mắt. Đây là ngu muội đến mức tận cùng hành vi. Long Thủ khẽ cười một tiếng, dò hỏi, ngươi dự định để cho ta thường thế nào thường ngươi a? Lý Thành Thiên phi thường ngây thơ nói rằng, đơn giản, ta chỉ cần ngươi bồi thường ta 20 tỷ tổn thất là được rồi, ta ly khai Thương Minh, tổn thất tuyệt đối so với cái này còn nhiều hơn, ngươi bồi thường 20 tỷ, đó là không có chút nào nhiều. Long Thủ gật đầu, không nhiều lắm, không có chút nào nhiều. Vừa nói, hắn vừa lấy ra điếu xì gà đưa cho Lý Thành Thiên. Hút điếu xì gà buông lỏng một chút, 20 tỷ, ta chờ một hồi để người phía dưới đánh tới công ty của ngươi, một phần cũng sẽ không thiếu ngươi. Lý Thành Thiên cao hứng. Có cái này 20 tỷ, hắn có thể triệt để rửa tay chậu vàng, về sau rốt cuộc không cần cùng những người này lui tới. Ân, không sai. Lý Thành Thiên tiếp nhận xì gà, Long Thủ còn đích thân cho hắn châm lửa. Lý Thành Thiên quất được kêu là một cái hài lòng. Còn tại đằng kia Mỹ từ từ nghĩ đạt được cái này 20 tỷ sau đó muốn thế nào hoa. Có thể chờ hắn lại hít vài hơi sau đó, bỗng nhiên cảm giác hầu rất đau, tim đập tốc độ cũng rõ ràng nhanh hơn. Không thích hợp. Lý Thành Thiên nhìn thoáng qua trong tay xì gà, biết vấn đề chỗ ở, xì gà này có chuyện. Long Thủ không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lý Thành Thiên hai mắt vừa nhắm, camera lợn chết giống nhau té trên mặt đất, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Lão Thiên Tôn đạp Lý Thành Thiên một cước, nói rằng, loại này cỏ đầu tường là thế nào có gan tới tìm chúng ta. Long Thủ hồi đáp, một người thua nhiều lắm, không khỏi biết gấp gáp đỏ mắt. Lão Thiên Tôn hỏi, người dự định xử trí như thế nào hắn? Không bằng cắt bể đi đút cá mập à? Yên lành một người, cầm đi làm mồi cho cá mập cũng quá lãng phí. Long Thủ nhìn té xuống đất Lý Thành Thiên, cười đều giả nói, ta có tốt hơn tác dụng. Thương Minh ở ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng rực rỡ hẳn lên, xây dựng xong rồi mới đoàn đội. Giang Sách phi thường hài lòng kết quả như vậy. Có mới Thương Minh, đối với địch nhìn kỹ nghịch hạng mục cũng có thể có tốt vô cùng trợ giúp.
Đang ở Giang Sách suy nghĩ làm như thế nào tiến hành kế hoạch bước kế tiếp thời điểm, một trận phi thường đặc thù điện thoại gọi lại, một trận Giang Sách làm sao cũng không nghĩ ra điện thoại. Đôi Ngư cầm một bộ điện thoại di động đi tới, thần tình khẩn trương mà nghiêm túc, thống suất, Long Thủ cho ngươi gọi điện thoại tới, có lời muốn nói với ngươi. Long Thủ, người này có thể có cái gì tốt nói cùng Giang Sách nói. Ôm to lớn lòng hiếu kỳ, Giang Sách nhận lấy điện thoại, chuyện gì? Bên đầu điện thoại kia truyền đến Long Thủ thanh âm trầm thấp, Giang Sách, ngươi thật là thật lợi hại, 3 lần 4 lượt chuyển nguy thành an. Ngươi là người thứ nhất đem ta hết thảy kế sách đều phá giải, để cho ta thúc thủ vô sách người. Ta bội phục ngươi. Chả thế nào khen tặng lên. Giang Sách nói rằng, có chuyện nói thẳng, không cần vòng quanh. Long Thủ tằng hắng một cái, kế tiếp, nói ra lệnh Giang Sách cực kỳ khiếp sợ một câu nói, ta cho ngươi đánh cái này thông điện thoại, là muốn với ngươi cầu hòa. Cầu hòa. Cái từ này biết từ Long Thủ miệng bên trong nói ra, đó là Giang Sách làm sao cũng không nghĩ đến. Giang Sách phản ứng đầu tiên chính là có bẫy. Long Thủ tiếp tục nói, ngươi không cần hoài nghi, ta là thực sự muốn với ngươi đạt thành hòa bình hiệp nghị, người hầu SEO cam đoan, không có bất kỳ âm mưu tính toán. Giang Sách không hiểu hỏi, giống như ngươi vậy nam nhân, tại sao phải cầu hòa? Long Thủ nói rằng, Yến Thành, nói cho cùng chỉ là Long Mạch đại nhân hết thảy tài sản trong một phần nhỏ, vì cái này một bộ phận chúng ta đã bỏ ra quá nhiều đại giới. Tiền, người, vật, tiêu hao câu tổn hại, mặc dù có thể cầm lại Yến Thành, cũng bù đắp không được lớn như vậy tổn thất. Cùng với tiếp tục tiêu hao nhiều tiền đấu nữa, không bằng đúng lúc ngăn tổn hại. Song Phương nói gì? Đối với ngươi với ta mà nói, đều là lợi nhiều hơn hại chuyện tốt. Ta tin tưởng thời gian lâu như vậy xuống tới, ngươi nên cũng chán ghét như vậy vĩnh viễn chiến đấu. Thế nào, Giang Sách, ngươi nguyện ý theo ta ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống nói chuyện với nhau sao? Điện thoại đầu này Giang Sách trầm ngâm chốc lát, ngón tay ở trên bàn phản phục phục gõ. Long Thủ lời nói, có thể tin tưởng sao? Mặc kệ có thể hay không tin tưởng, lúc này đây gặp mặt đều là rất có cần thiết. Ngược lại muốn nhìn một chút Long Thủ là thật tìm kiếm hòa bình, vẫn là lấy đây là mồi khác mưu hắn coi là. Giang Sách gật đầu, nói rằng, tốt, ta liền cùng ngươi và đàm luận. Bất quá, thời gian địa điểm đều do ta nhất định. Long Thủ nở nụ cười, hoàn toàn không thành vấn đề. Na Giang Sách, ta chờ ngươi thông chi. Cúp điện thoại. Giang Sách vẫn ở chỗ cũ suy tính ý đồ của đối phương, là thật hoặc. Đôi Ngư nói rằng, cái này Long Thủ khẳng định có vấn đề. Hắn biết thật tình cầu hòa. Ha ha, vậy ngày mai Thái Dương thì sẽ từ phía Tây thăng lên. Theo ta thấy, hắn nhất định là bầy hồng môn yến, đã sớm mai phục được rồi người phải đối phó chúng ta. Giang Sách nở nụ cười, thời gian, địa điểm đều là do ta tới định, hắn làm sao thiết hồng môn yến a? Ngạch, Đôi Ngư trong chốc lát nghẹn lời, vẫn kiên trì nói rằng, ngược lại ta xem cái này Long Thủ thì không phải là thứ tốt, chuẩn không yên lòng. Kỳ thực Giang Sách cũng có ý tưởng giống nhau. Giống như Long Thủ nam nhân như vậy làm sao có thể sẽ chọn cầu hòa. Nhưng một chốc cũng nghĩ không ra đối phương chân thực ý đồ, sợ rằng chỉ có đến lúc đó thấy mới có thể biết trong lòng đối phương suy nghĩ cái gì a. Tự định giá nhiều lần, Giang Sách lựa chọn một cái so sánh địa điểm an toàn cùng thời gian, sau đó giao cho Đôi Ngư thông chi đối phương. 2 ngày qua đi. Thời gian ước định, địa điểm ước định. Giang Sách ngồi ở công viên Bát Giác trong đình, kiên nhẫn cùng đợi Long Thủ đến. Cơ hội như thế thật vẫn rất hiếm thấy. Bởi vì nói chung, Giang Sách thông thường đều là cái kia được mời đi phó ước nhân, có rất ít loại này để cho người khác tới đi hắn hẹn. Không bao lâu, Long Thủ xe đến rồi. Cửa xe đẩy ra. Long Thủ mại vững vàng cước bộ đã đi tới. Cái này tựa hồ vẫn là hắn cùng Giang Sách lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Giang tiên sinh, vẫn luôn chỉ là nghe nói truyền kỳ của ngươi sự tích, hôm nay gặp mặt, quả thực dáng vẻ phi phàm, tuyệt không phải người thường a. Giang Sách khoát tay áo, lời khen tặng thì miễn đi. Hai người mặt đối mặt ngồi xuống. Giang Sách dẫn đầu nói, ta là thực sự không nghĩ tới giống như ngươi vậy nam nhân cư nhiên sẽ chọn cầu hòa. Long Thủ nở nụ cười. Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt, biết khó mà lui, mới là chân chính cách làm của người thông minh. Nói không sai,
Giang Sách nhìn đối phương hai mắt, vậy cũng không biết người muốn thế nào lui. Long thủ nói rằng, người ta chung sống hòa bình, không liên quan tới nhau. Từ nay về sau Yến Thành thuộc về ngươi, ta triệt để rời khỏi, lão thiên tôn chi lưu tùy ý ngươi xử trí. Như thế nào? Long thủ có thể làm được tình trạng này, đã coi như là lớn vô cùng thỏa hiệp. Vấn đề là, Giang Sách sẽ như thế đơn giản đồng ý. Hắn khẽ cười một tiếng, nói rằng, chỉ là buông tha Yến Thành sao? Long thủ nhíu nhíu mày, hỏi, làm sao, ngươi còn muốn cái gì? Giang Sách nói rằng, theo ta được biết, Long Mạch ở toàn quốc các nơi đều có thế lực phân bố, còn có hơn 10 thành thị đều bị hắn cho bả khống ở. Một cái Yến Thành, đối với các ngươi tới nói căn bản là có cũng được không có cũng được. Nếu như các ngươi thật sự có thành ý cầu hòa, vậy thì mời toàn quốc trong phạm vi Long Mạch thế lực toàn bộ rút ra, các ngươi, ra ngoại quốc hỏa hỏa được rồi. Nói mấy câu nói ra, suýt chút nữa không đem Long Thủ cho tức chết. Giang Sách, ngươi đừng dẫm lên mặt mũi. Giang Sách vui vẻ, đây chính là ta điều kiện, ngươi đã nói có đáp ứng hay không a? Long Thủ lắc đầu, gân xanh trên trán nhúc nhích, ngươi cái này gọi là điều kiện gì? Ngươi đây là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn a? Loại người như ngươi thái độ, là lai hòa đàm sao? Hỏi rất hay. Giang Sách vỗ bàn một cái, không sai, ta hôm nay vẫn thật là không phải lai hòa đàm. Long thủ thất kinh, ngươi không phải lai hòa đàm, vậy ngươi còn hẹn ta đi ra phó ước. Giang Sách khẽ cười nói, ngươi cũng ít đi theo ta một bộ này, nói rất hay giống như ngươi là lai hòa đàm giống nhau. Nói đi, ngươi đến cùng muốn đùa giỡn cái trò gì? Thời gian của ta không nhiều lắm, không có thời gian với ngươi ma ma tức tức. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Hồi lâu, Long thủ vỗ tay một cái, trên mặt biểu tình tức giận biến mất không thấy, đổi lại một bộ giả dối cười gian dáng dấp. Không hổ là Giang Sách a, người sáng sớm thì nhìn ra ta có mưu đồ khác. Cũng được, tuồng vui này tái diễn xuống phía dưới đã không có ý nghĩa gì. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, sau đó liền thấy hai cái bảo tiêu từ mở trong xe vận chuyển đi ra một cái biên chức đại. Bọn họ phi thường cật lực đem biên chức đại cho mang lên rồi bát giác đỉnh bên cạnh, trước mặt mọi người mở ra. Giang Sách tập trung nhìn vào, mới phát hiện bên trong lại là một cỗ thi thể. Hơn nữa cổ thi thể này Giang Sách còn nhận thức, không là người khác, chính là cái kia bị đá ra thương minh Lý Thành Thiên. Ân, Giang Sách không hiểu nói, Long thủ ngươi có ý tứ. Không có ý gì, Long thủ nhún vai, ta chính là muốn hỏi một chút Giang tiên sinh. Tại sao muốn vô cớ giết chết Lý Thành Thiên a? Lời này khả năng liền nghiêm trọng. Giang Sách đứng dậy, ngươi nói cái gì thí thoại? Long thủ cười ha hả nói, có thật nhiều người chứng kiến đều có thể chứng thực, là Giang tiên sinh ngươi giết chết rồi Lý Thành Thiên, hơn nữa còn là dùng ngươi sở trường ngân châm. A hát, được rồi, trên người người chết có nhiều chỗ bị đánh vết tích, cầm đi kiểm nghiệm lời nói, cũng có thể chứng minh là Giang tiên sinh ngươi đánh. Đây đã là ngay trước mặt phụ oan giá họa rồi. Lại chơi bộ này xiếc, Giang Sách đều sắp bị khí nở nụ cười, trước ngươi chính là dùng một bộ này tới ngăn cản đội xây cất thi công, lợi dụng người chết tới vụ oan giá họa. Hiện tại lại chơi một bộ này, ngươi dính không ngán a? Long thủ nở nụ cười, chỉ cần ngươi đối phó ngươi, phương pháp giống nhau ta không ngại đa dụng mấy lần. Hơn nữa, càng là người thông minh thì càng biết rơi vào cùng một cái trong hố, hai lần. Ngươi luôn cho là ta sẽ dùng cao minh cỡ nào thủ đoạn đi đối phó ngươi, ta sẽ nghĩ ra cỡ nào phức tạp, cỡ nào kế hoạch tinh vi tới ra hại ngươi. Trên thực tế, ta dùng phương pháp chính là đơn giản như vậy. Hắn chỉ vào bộ kia Lý Thành Thiên thi thể nói rằng, cổ thi thể này ta sẽ giao cho cảnh sát, hơn nữa ta có thể trước giờ nói cho ngươi biết, căn cứ kết quả nghiệm thi, ngươi có rất lớn hiểm nghi gây án. Cộng thêm này chứng nhân khẩu cung, Giang Sách. Mặc dù ngươi sẽ không bị xử tử hình, một chốc cũng đừng nghĩ từ trong lao ngục đi ra. Coi như ngươi cuối cùng có thể đi ra, đến lúc đó, Yến Thành đã sớm ở trong lòng bàn tay của ta. Giang Sách cười khổ một tiếng. Cảm tình ngày hôm nay Long Thủ đem mình cho hẹn đi ra không phải là vì khác, vẻn vẹn chính là vì lợi dụng cổ thi thể này tới ra hại chính mình. Hắn nói rằng, thời gian chết không giống a, Lý Thành Thiên từ lúc nào chết? Ngươi dám bảo đảm đoạn thời gian đó, ta sẽ không có chứng cớ vắng mặt. Long thủ nghe xong, cười lợi hại hơn.
hắn giải thích, biết ta vì sao đem ngươi cho hẹn đi ra sao? Nói thật cho ngươi biết a, Lý Thành Thiên chính là ở nửa giờ trước tử vong. Mà đoạn thời gian, ngươi có thể vẫn ngồi ở đây cái bát giác trong lương đình, ở đâu ra chứng cớ vắng mặt. Cái kia đôi ngư nói, căn bản cũng sẽ không bị tiếp thu. Ta sẽ nhường cảnh sát tin tưởng, ngươi Giang Sách, chính là ở nơi này trong lương đình giết chết Lý Thành Thiên. Lý Thành Thiên lén lút đem ngươi hẹn đi ra, muốn khẩn cầu ngươi làm cho hắn trở lại thương minh, mà ngươi lại công phu sư tử ngoạp, hướng hắn đòi lớn vô cùng quyền lợi phát ra, cuối cùng hai người các ngươi dùng beng, Lý Thành Thiên trước hướng ngươi động thủ, ngươi dưới cơn nóng giận lợi dụng ngân châm đem giết chết. Giang Sách, lúc này đây ngươi làm sao cũng nói không rõ lắm. Giang Sách đã là dở khóc dở cười, Long Thủ một chiêu này thật đúng là đơn giản sáng tỏ, không thể không nói, Giang Sách còn giống như thật có chút phiền phức. Không cần suy nghĩ, Lý Thành ngày thi thể nhất định là bị động qua tay chân, đến lúc đó điều tra ra căn cứ chính xác theo đều chỉ hướng Giang Sách. Hơn nữa trước giờ an bài tốt chứng nhân, Giang Sách bên này cũng chỉ có một đôi ngư, nói cũng sẽ không bị cơ quan tư pháp sở tán thành. Cho nên, Giang Sách nhất định là muốn đi vào. Tử hình cũng không phải còn như. Chậm rãi tra, sớm muộn gì cũng là biết điều tra rõ chân tướng của sự tình. Nhưng vấn đề là, na phải đợi đến ngày tháng năm nào. Đến khi chân tướng của sự tình rõ ràng, Giang Sách được thả ra thời điểm, Yến Thành đã sớm ở Long Thủ trong khống chế. Tất cả liền cũng không kịp. Một chiêu này, ngoan độc. Giang Sách giơ ngón tay cái lên, bội phục, bội phục. Long Thủ, bằng không nói như thế nào ngươi là Long Mạch đệ nhất người nhiều mưu trí, là thông minh nhất người nam nhân kia đâu. Thủ đoạn này thực sự là cao minh a. Long Thủ đứng dậy, khích lệ nói cũng không cần nói, Giang Sách, bót cảnh sát chúng ta bên trong tái kiến. Các loại. Giang Sách đột nhiên gọi lại Long Thủ, không chút hoang mang rót một chén trà, nhấp một miếng, từ tốn nói có người muốn với ngươi gặp mặt. Người nào? Thấy ngươi sẽ biết. Nói, Giang Sách hướng phía đôi ngư nhìn thoáng qua, sau đó đôi ngư đem một máy vi tính sách tay mở ra, đặt ở chòi nghỉ mát trên bàn đá. Tại chỗ liên tuyến, camera mở ra, xuất hiện ở màn ảnh máy vi tính trong là một tấm khuôn mặt nam nhân, hơn nữa còn là một tấm Long Thủ không thể quen thuộc hơn được mặt của. Là Giang Sách, Long Thủ thất kinh, vậy làm sao chuyện gì xảy ra? Vì sao tại chỗ liên tuyến, Giang Sách gặp phải ở camera bên trong? Giang Sách không an vị tại chính mình đối diện sao? Đầu óc của hắn có điểm mộng. Chỉ nghe trong màn ảnh Giang Sách nói rằng, Long Thủ, kế sách của ngươi thật đúng là trước sau như một độc ác a, đáng tiếc, ngươi kỳ xoa nhất chiêu. Khi nhận được ngươi hòa đàm thỉnh cầu sau đó, ta ý nghĩ đầu tiên chính là cảm thấy ngươi lại muốn thiết kế hãm hại ta. Ta có thể nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra, ngươi đến cùng biết dùng phương thức gì tới hãm hại ta. Chỉ có thấy, mới có thể biết ngươi biết dùng phương pháp gì. Nhưng nếu như thấy, đã biết phương pháp gì, ta còn có thể thuận lợi thoát thân sao? Lấy năng lực của ngươi, ta sợ là rất khó thoát thân. Cho nên càng nghĩ, ta cũng chỉ có thể ủy khuất một cái thủ hạ của ta, đem lần trước đối phó cây gậy trúc phương pháp lại dùng một lần. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Long Thủ, ngươi cư nhiên cũng đem lần trước vụ oan giá họa phương pháp lại dùng một lần, hai chúng ta đây là nghĩ đến cùng nhau đi rồi. A. Long Thủ vẻ mặt mộng bức ngẩng đầu nhìn ngồi ở chính mình đối diện người kia. Hắn không phải Giang Sách. Quả thực không phải. Người nọ vạch trần mặt nạ ra người, lộ ra tướng mạo sẵn có, lại là bình nước. Đây là hắn lần thứ hai giả trang Giang Sách rồi, chỉ bất quá lần trước là lừa dối cây gậy trúc, lần này là lừa dối Long Thủ. Bình nước nhịn không được vừa cười vừa nói, Long Thủ, ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi sẽ đem chuyện giống vậy làm hai lần sao? Chúng ta cũng sẽ a. Ngươi ngay cả tiếp theo hai lần lợi dụng tử thi vụ oan giá họa, chúng ta cũng không biết liên tục hai lần lấy giả đánh cháo, dẫn ngươi vào cuộc sao. Đôi ngư cũng nói theo, nói thật cho ngươi biết, thống suốt hắn hai ngày này vẫn đứng ở trong bót cảnh sát, 24 giờ một tấc cũng không rời. Ở bên ngoài làm việc, vẫn luôn là bình nước, cho nên Long Thủ, ngươi thiết kế tỉ mỉ cái kế hoạch này, phế đi. Ngươi hao tổn tâm cơ làm ra cái này một tử thi, căn bản là vô dụng. Chúng ta thống suất chẳng bao giờ rời đi bót cảnh sát, có phi thường nguyên vẹn chứng cớ vắng mặt,
như thế nào khả năng ở nửa giờ trước chạy đến sát hại Lý Thành Thiên? Long thủ, ngươi thất bại. Nghe xong lời nói của đối phương, Long thủ một cái lảo đảo không có đứng vững, thiếu chút nữa từ trên cầu thang té ngã xuống phía dưới. Hắn khí a, vốn tưởng rằng có thể để cho Giang Sách ở cùng một cái hãm hại té ngã hai lần, ai biết kết quả là ngược lại là chính mình tại cùng một cái hãm hại té ngã hai lần. Lại nói tiếp thật đúng là nực cười. Hắn cho Giang Sách đào xong hãm hại, cuối cùng ngược lại đem hắn chính mình chôn. Giang Sách, Vương Bát Đản. Long thủ nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên tự muốn đem máy vi tính đập. Đôi ngư lại lạnh như băng nói rằng, cùng với ở nơi này phát tiết lửa giận, không bằng ngẫm lại nên xử lý như thế nào cục diện bây giờ a. Long thủ, người vừa mới theo như lời nói chúng ta đã thu xuống tới, giao cho cảnh sát. Người lợi dụng thi thể vụ oan giá họa, sợ là muốn đi vào ngây người tốt mấy năm a. Nói chuyện võ thuật, liền nghe được hàng loạt tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Đôi ngư nói rằng, người nghe, xe cảnh sát đã đến. Long thủ cắn răng, các người đám khốn kiếp này, cho ta nhớ cho kỹ, ngày hôm nay chuyện này còn chưa xong, ta sẽ trở về với các ngươi hảo hảo thanh toán. Hắn cũng không đi quản lý thành ngày thi thể, xoay người rời đi. Đôi ngư cùng bình nước liếc nhau, đồng thời gật đầu, một tả một hữu chặn Long thủ rời đi lộ tuyến. Muốn chuồn mất, có dễ dàng như vậy sao? Long thủ, hôm nay ngươi là có chạy đằng trời. Tuy nói bình nước cùng đôi ngư ở 12 hoàng kim trong cũng không phải là chủ yếu phụ trách chiến đấu, hai người bọn họ, một cái phụ trách trí tuệ, một cái phụ trách hậu cần, đều tương đối lệch văn khoa. Nhưng tóm lại là 12 hoàng kim, bên ngoài sức chiến đấu xa phi thường người có thể sánh bằng. Hai người liên thủ, người bình thường căn bản cũng không có khả năng chạy trốn. Vấn đề là, Long thủ là người bình thường sao? Không phải. Nhìn hai người bọn họ, Long thủ cười lạnh một tiếng, chỉ bằng hai người các ngươi phế vật, cũng muốn ngăn trở đường đi của ta. Nghe nói một cái từ sao? Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Đang đối mặt hai cái hoàng kim thời điểm còn có thể nói ra nói như vậy, ngoại trừ Liễu Giang Sách ở ngoài, thật đúng là không có người thứ hai dám như thế cuồng vọng. Đôi ngư tung người một cái đi tới Long thủ trước mặt. Thiếu cuồng vọng, ăn một quyền của ta. Dựa theo người bình thường ý tưởng, một quyền này đánh tới, Long thủ hoặc là tiếp được, hoặc là tránh né, mặc kệ hắn áp dụng loại nào phương thức, bình nước đều đã chuẩn bị kỹ càng tiến hành bước tiếp theo công kích. Hai cái hoàng kim phối hợp cũng không phải là đùa giỡn. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Long thủ biểu hiện thật to vượt ra khỏi ý nghĩ của bọn họ. Na Long thủ cư nhiên giống như là một tòa pho tượng, không nhúc nhích đứng tại chỗ, dĩ nhiên cũng làm tùy đôi ngư một quyền nện ở trên mặt mình. Đôi ngư trợn tròn mắt, đây chính là Long thủ thực lực sao? Chẳng lẽ, Long thủ chỉ có đầu óc tốt dùng, năng lực chiến đấu không đáng giá nhắc tới? Không đến mức A, phải biết rằng Long chảo, Long lân thực lực cũng đều không ở hoàng kim phía dưới. Làm sao làm lão đại Long thủ, lại như vậy không chịu nổi một kích? Giữa lúc đôi ngư lăng lăng xuất thần thời điểm, bình nước phát giác không thích hợp, hô to một tiếng, mau lui lại. Chỉ là hai chữ, đôi ngư cũng biết làm sao làm. Hắn không hề nghĩ ngợi, một con diều xoay người hướng phía sau nhanh chóng thối lui đi qua, đợi rơi xuống đất mới phát hiện Long thủ dĩ nhiên không bị thương chút nào đứng ở nơi đó, đồng thời một đôi mắt nhìn mình chằm chằm. Trong cặp mắt kia lộ ra ngoài sát khí, giống như tử thần thông thường đáng sợ. Đôi ngư mặc dù không là chuyên môn phụ trách chiến đấu, thế nhưng lực chiến đấu của hắn cũng tuyệt đối không thể khinh thường, một kích toàn lực phía dưới, đối thủ dĩ nhiên có thể không bị thương chút nào. Làm sao làm được? Bình nước nói rằng, cẩn thận rồi, Long thủ có thể là năng lực kháng đòn siêu cường loại hình. Đúng rồi. Ban đầu ở Tây Kỳ chinh chiến thời điểm, các loại các dạng địch nhân đều gặp qua, có vài người đừng xem lực phá hoại thông thường. Thế nhưng năng lực kháng đòn siêu cấp cường. Long thủ ước đoán chính là chỗ này một loại. Ta thử lại lần nữa. Đôi ngư lại một lần nữa nhào tới, một quyền liền nện ở Long thủ trong lòng ra, một quyền này nếu như đổi thành người thường tới thừa nhận, trái tim ngay lập tức sẽ bị đánh bạo. Nhưng Long thủ vẫn như cũ không bị thương chút nào. Không chỉ có như vậy, lúc này đây Long thủ sớm có chuẩn bị, ở đôi ngư đánh tới thời điểm. Hắn trở tay một cái tát vỗ vào đôi cá sau lưng đeo,
nhất thời liền nghe được ken két cả đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Đôi ngư phun ra một ngụm máu tươi, cả người trực đính đính thua bởi trên mặt đất, không thể động đậy. Nhất chiêu chế địch, cường, theo sát mà, long thủ một cước thải hướng đôi cá đầu, bình nước thấy không ổn, thả người đi qua ôm lấy đôi ngư nhảy dựng xa xa, cùng long thủ giằng co. Chỉ là nhìn như vậy, bình nước cũng nhanh muốn thừa nhận không được bên ngoài to lớn lực áp bách. Toàn thân tất cả đều là mồ hôi lạnh. Loại này như rơi vào hầm băng cảm giác, ngoại trừ Liễu Giang Sách ở ngoài, hắn là lần đầu tiên từ chỗ khác nhân trên người cảm thụ được. Long thủ thực lực, thực sự cường đại đến thái quá. Hiện tại bình nước thật tin tưởng long thủ nói câu nói kia rồi, hắn cùng đôi ngư thật là châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Hai đại hoàng kim thực lực ở long thủ trước mặt, không đáng dám mỉm cười một cái. Lúc này, tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng vang, xe cảnh sát càng ngày càng gần, gần như đem công viên bao vây ở. Long thủ nhìn khẩn trương đến lưu mồ hôi lạnh bình nước nói rằng, cảm tạ những thứ này xe cảnh sát a, bọn họ cứu ngươi một mạng. Nói xong, hắn trực tiếp lên xe, vội vã ly khai hiện trường. Bình nước lúc này mới thở dài một hơi, thân là hoàng kim, làm Giang Sách bên người sức chiến đấu mạnh nhất tập đoàn, hai người liên thủ lại bị long thủ tùy ý vuốt ve, lúc này là thật mất mặt. Ngưu kế hay sao, còn bị chính mình đào hầm chôn, long thủ mất hết thể diện. Lúc rời trên đường, long thủ suy tính nên xử lý như thế nào cục diện bây giờ. Phải tiếp tục ở lại Yến Thành là có chút trắc trở. Kế trước mắt, sợ là chỉ có thể tạm thời ly khai, các loại một cái cơ hội thích hợp rồi trở về, đồng thời viễn trình thao túng lão thiên tôn, lợi dụng cái này để tuyến con rối tới cùng Giang Sách chu toàn. Đang nghĩ ngợi, xe đi tới một cái ngã tư đường. Một chiếc xe buýt đứng ở lộ khẩu, đem lối đi lấp kín, đồng thời, một người nam nhân nghiêng dựa vào xe buýt bên cạnh, lặng lặng rút ra một cây nhang yên. Yên lượn lờ mọc lên. Ân, xe dừng lại, tài xế nói rằng, lão đại, phía trước có người. Long thủ xuyên thấu qua cửa trước thủy tinh nhìn lại, ngăn lại lối đi không là người khác, chính là cùng chính mình vẫn đối kháng cái kia đáng ghét gai. Giang Sách, long thủ nắm đấm nắm chặt, xeo hơi giật mình vang. Hắn rất muốn hiện tại liền đem Giang Sách cho giết chết, nhất lao vĩnh giật, nhưng cảnh sát đang ở đuổi kịp, hiện tại cùng Giang Sách vướng víu. Coi như là giết chết Liễu Giang Sách, mình cũng vô cùng có khả năng rơi vào vòng vây. Lựa chọn thế nào? Lúc này, liền thấy Giang Sách đưa tay cầm lên trên đất một cái loa lớn, hướng về phía xe nói rằng, không cần lo lắng nhiều như vậy, ta đã trước giờ làm xong an bài. Chỉ cần ngươi có thể giết chết ta, là có thể từ đằng sau ta con đường này thuận lợi ly khai, không có bất kỳ người nào biết ngăn trở ngươi. Nói cách khác, Giang Sách đã thay long thủ đem rút lui đường cho bầy xong. Chỉ cần long thủ cùng giết chết Giang Sách, con đường này liền thông suốt. Long thủ nở nụ cười. Hắn hiểu được đây là ý gì, Giang Sách đây là muốn với hắn tiến hành trận chiến cuối cùng. Người thắng sinh, người thua chết. Hai người bọn họ lẫn nhau tính toán lâu như vậy, song phương đều đối với như vậy không có dừng hành vi cảm thấy phiền chán. Là thời điểm cấp cho đối phương một kích tối hậu rồi. Long thủ hít thở sâu một hơi, đẩy cửa xe ra đi ra ngoài, từng bước đi tới Liễu Giang Sách trước mặt. Rộng lớn lối đi bộ, trừ bọn họ ra hai cái ở ngoài lại không có bất kỳ người nào khác. Hai người bọn họ mặt đối mặt đứng, bốn mắt nhìn nhau. Long thủ dẫn đầu mở miệng trước nói rằng, Giang Sách, ngươi cho rằng lực chiến đấu của ngươi rất cao, vô địch thiên hạ sao? Tự tin như vậy theo ta một mình đấu, phóng xuất ác như vậy lời nói, này đây vì ăn chắc ta, cảm thấy ta nhất định sẽ thua cho ngươi, không còn cách nào chiến thắng ngươi, xông ra đi không. Người bình thường đối mặt nói như vậy, đều sẽ tuyển trạch khiêm tốn hai câu. Nhưng Giang Sách trả lời cũng chỉ có một chữ, là, Giang Sách chính là ăn chắc long thủ, ngay cả có niềm tin tuyệt đối có thể chiến thắng long thủ, hoặc có lẽ là, Giang Sách phải chiến thắng long thủ. Hắn không thể thua, con đường này hắn phải dùng tánh mạng đi bảo vệ. Tuyệt đối không thể thả hổ về núi. Long thủ cười khổ lắc đầu, ta cứ như vậy bị người xem thường sao? Cũng được, ngày hôm nay nếu như không phải biểu diễn một tay, đời ta ước đoán cũng sẽ không đạt được người khác tán thành. Giang Sách, ta để ngươi xem một chút, ta long thủ ngoại trừ trí ngưu ở ngoài,
sức chiến đấu cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh. Ta sẽ nhường ngươi biết, trên cái thế giới này còn có mạnh hơn ngươi, càng không địch tồn tại. Long thủ đem cởi áo khoát ra, đối mặt Giang Sách cũng không giống như đối mặt đôi ngư, bình nước, hắn phải xuất ra 100% thực lực. Giang Sách cũng không lớn ý. Long chảo, Long lân thực lực cũng không yếu, Long thủ càng ở tại bọn hắn hai người trên, tuyệt đối là không thể coi thường. Nói dọa thuộc về nói dọa. Thực sự chiến đấu, vẫn phải là cẩn thận một chút. Giang Sách cũng cởi bỏ áo khoác, ném đi thuốc lá trong tay, toàn bộ tinh thần đề phòng. Chiến đấu. Giang Sách tiên phát chế nhân, như điện chớp lấn người đi tới trước mặt, một quyền đập về phía Long thủ cái trán. Làm người ta kinh ngạc chính là, Long thủ không tránh không né, cứ như vậy đứng tại chỗ, trực tiếp một quyền đập về phía Giang Sách trong lòng. Đây là cái gì chiêu thức? Đồng quy vô tận sao? Bất quá, Giang Sách kinh nghiệm chiến đấu phong phú, như vậy địch ta hai thương chiêu thức hắn lúc trước trong chiến đấu cũng không có hiếm thấy, một cái lắc mình liền tránh khỏi, thuận thế còn một quyền đánh vào Long thủ trên ót. Chỉ là lần này, người thường phải bị mất mạng. Nhưng không nghĩ tới chính là, Long thủ năng lực kháng đòn siêu cấp cường đại, đối với Giang Sách biến hóa này trong một quyền, giống như là cú lét thông thường, căn bản cũng không có đối với hắn tạo thành bất luận cái gì trên thực chất thương tổn. Chiến thần! Ha ha, không gì hơn cái này. Long thủ phủi một cái sau gáy của chính mình muôi, tỏ vẻ khinh thường. Nhất chiêu qua đi, lấy Giang Sách chiến đấu trí tuệ cũng đã rõ ràng thực lực của đối phương như thế nào. Hắn cũng biết vừa mới Long thủ tuyệt đối không phải địch ta hai thương chiêu thức. Bởi vì Long thủ năng lực kháng đòn siêu cường, cho nên Long thủ có thể buông tha phòng thủ, chuyên chú với tiến công. Ngươi đánh ta một quyền, ta trả lại ngươi một cước. Lực công kích không kém nhiều, nhưng năng lực kháng đòn mạnh hơn Long thủ rõ ràng cho thấy chiếm tiện nghi, từ lâu rồi, loại ưu thế này thì sẽ càng tới càng rõ ràng. Cuối cùng địch nhân đều bị đánh gục hạ. Long thủ còn đánh rắm không có. Đây chính là Long thủ phương thức chiến đấu. Hắn giang hai tay ra, có chút khiêu khích nói rằng, Giang Sách, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải Tây Kỳ trong truyền thuyết Tu La chiến thần sao? Mở A, đánh ta A, ngươi sẽ không sợ đến liên đả ta đều không dám A. Đây là khiêu khích, càng là phép khích tướng. Luận tốc độ, luận mẫn tiệp tính, Long thủ rõ ràng cho thấy không bằng Giang Sách. Cho nên, phải làm cho Giang Sách chủ động đánh tới, Long thủ có thể dùng lẫn nhau thương phương thức tới phá hủy Giang Sách. Đã từng có rất nhiều kỹ xảo chiến đấu so với Long thủ lợi hại hơn nhiều hơn nhân, cuối cùng chính là lấy phương thức như vậy bị Long thủ cho đánh ngã trên mặt đất. Phi thường vô sỉ thêm làm cho người ta bất đắc dĩ đích phương pháp xử lý. Đối phó đối thủ như vậy, không thể dùng thường quy thủ đoạn đối chiến. Giang Sách hít thở sâu một hơi. Nhắm hai mắt lại. Ân, Long thủ cười ha hả nói, ngươi có ý tứ. Buông tha công kích sao? Nhận thua sao? Vậy không tốt ý tứ, ta muốn ly khai. Không đợi hắn nhấc chân, Giang Sách hai mắt mở, một sắc bén vô cùng khí phách phân tán bốn phía. Long thủ không dám khinh thường, ngưng thần đề phòng. Giang Sách đem toàn thân khí ngưng kết bên phải quyền trên, ở một cái chớp mắt một cái, trực tiếp nhảy tót lên rồi Long thủ trước mặt. Quá nhanh. Nhanh đến Long thủ căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào thời gian, Giang Sách nắm đấm đều đã đánh vào trong lòng hắn chỗ, hắn còn chưa phản ứng kịp là thế nào chuyện gì xảy ra. Ở khí bao vây, Giang Sách nắm đấm giống như là thiết chùy thông thường cứng rắn. Một quyền này xuống phía dưới, giống như là một chiếc bay nhanh xe tải lớn đụng tới, trực tiếp đem Long thủ đánh bay ra ngoài, cả người thẳng đụng vào sau lưng trên xe buýt. Thậm chí đem xe buýt đều đụng ra một cái hố sâu. Chậm rãi, Long thủ rơi xuống đất. Một quyền này, vô luận là tốc độ vẫn là lực đạo, đều đã vượt xa khỏi rồi Long thủ phạm vi chịu đựng, luôn là hắn năng lực kháng đòn rất mạnh, cũng là có một cái hạn độ. Hạn độ vượt qua, hắn cũng sẽ không được rồi. Long thủ bị một quyền đánh bể, cả người rơi vào trên mặt đất, nhìn cái dáng vẻ giống như là chết thông thường, chiến đấu, kết thúc. Giang Sách hai mắt cũng không hề rời đi đối thủ. Bởi vì hắn như trước cảm thụ được hơi yếu hô hấp, Long thủ còn chưa chết. Bỗng nhiên, Long thủ hai mắt mở, phun ra búng máu tươi lớn. Khái khái. Long thủ hướng về phía Giang Sách giơ ngón tay cái lên,
Có thể, ngươi thực sự rất có thể, ngươi là người thứ nhất đem ta thương tổn được trình độ như vậy nhân. Tu La chiến thần, danh bất hư truyền a. Chỉ là, mặc kệ ngươi là cái gì chiến thần, ngày hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Nói chuyện võ thuật, Long Thủ từ trong lòng móc ra một cái bình nhỏ, chậm rãi mở đinh ốc, nhìn qua giống như là một cái nho nhỏ bình rượu. Long Thủ tiếp tục nói, Giang Sách, ngày hôm nay ta muốn nhiều nói cho ngươi một cái bí mật. Ngươi biết Long Mạch là dùng Long Chi Thủy tới khống chế thủ hạ chính là, nhưng ngươi có biết, cái này Long Chi Thủy không chỉ có riêng chỉ là cướp đoạt người khác tánh mạng độc dược, càng là có thể kích phát người tiềm năng linh dược. Khi tay dưới phản bội lúc, Long Mạch có thể tùy thời làm cho độc tính phát tác, lấy đi tính mệnh. Một ngày thủ hạ rơi vào nguy hiểm, Long Mạch lại có thể làm cho tiềm năng thi triển ra, mạnh mẽ bảo trụ thủ hạ chính là mệnh, giết chết đối thủ. Đây mới là Long Chi Thủy chân chính toàn cảnh. Ngươi, biết không? Vừa nói, Long Thủ một bên uống trong bình nhỏ hết thải thủy. Đó chính là có thể làm cho Long Chi Thủy phát huy hiệu quả, có thể kích phát tiềm năng thân thể thủy. Bản thân Long Thủ thực lực cũng đã phi thường cường đại, nếu như tiềm năng lại bị kích thích ra lời nói, vậy hắn thực lực sẽ đạt được một loại kinh khủng bực nào tình trạng. Không người nào có thể biết. Bởi vì, chưa từng có ai từng thấy Long Thủ tiềm năng kích phát thời khắc. Người bình thường căn bản cũng không khả năng đem Long Thủ bức bách đến nước này, cũng chính là Giang Sách mới có thực lực như vậy. Nhưng đối mặt tiềm năng toàn bộ kích phát Long Thủ bộ phận, Giang Sách lại có thể có vài phần thắng. Lực lượng, đang ở xỏ xuyên qua toàn thân của ta. Thoải mái a. Long Thủ vung tay lên, một cái tát liền đem xe buýt cửa sổ cho đập nát, lực đạo to lớn có thể tưởng tượng được. Giang Sách, ngươi là người thứ nhất đem ta bức bách tới mức như thế nhân. Ngươi nên vui vẻ, điều này nói rõ thực lực của ngươi quả thực cường đại, ngươi càng nên hối hận, bởi vì trên thế giới tuyệt đối không ai một người có thể thắng nổi như vậy dưới trạng thái ta. Giang Sách, chịu chết đi. Long Thủ một cái sẽ đến Giang Sách trước mặt, nắm tay nghiêm khắc đập tới. Giang Sách không dám khinh thường, đem khí tập trung ở trên hai cánh tay dùng để ngăn cản Long Thủ công kích, thông thường mà nói, bị khí bọc lại hai cánh tay, coi như là xe con lấy 120 mại tốc độ đụng tới, cũng sẽ không khiến Giang Sách chịu đến tổn thương quá lớn. Thế nhưng thời khắc này kết quả lại làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Sách bị một quyền đánh bay ra ngoài, hai tay khí bị đánh tan, hai cánh tay đau đớn không ngớt. Một quyền liền phá vỡ rồi. Vẫn chưa xong. Long Thủ nhảy tới, hướng về phía Giang Sách chính là một trận đánh tơi bời, nắm tay như mưa rơi nghiêm khắc đánh tới, đừng nói là người, coi như là thiết bản đều sẽ bị đánh nổ đi. Một trận công kích qua đi, Long Thủ chậm rãi đứng lên, nhìn trên mặt đất hiểm hiểm nhất tức Giang Sách, lộ ra người thắng nụ cười. Cường, quá mạnh mẽ. Thời khắc này Long Thủ đã cường đại đến thái quá, đã sớm không thể dùng nhân loại bình thường tư duy tới lý giải. Mặc dù là chiến thần Giang Sách, đang đối mặt cái quái vật này thời điểm, cũng lực bất tòng tâm. Ta, vô địch thiên hạ, Long Thủ càn rỡ gào thét. Lúc này, hai cái thân ảnh một tả một hữu đã đi tới, bọn họ chính là 12 hoàng kim trong sức chiến đấu cường đại nhất hai người. Phật, Sử Nữ, Ma, Song Tử. Phật Ma liên thủ, quét sạch thiên hạ tất cả nghiệp chướng. Phật cùng Ma sao? Là Phật hay Ma? Đều vì bại tướng dưới tay. Long Thủ làm càn cười to, căn bản cũng không có đem đối thủ để vào mắt. Song Tử lắc đầu, vì sao ta cảm giác hắn cùng ta tính cách như vậy tương tự đâu. Sử Nữ nói rằng, cho nên, ngươi không đành lòng xuống tay với hắn sao? Không phải, Song Tử cười lạnh nói, ta ngược lại càng muốn giết chết hắn. Ngươi thật là một biến thái. Hai người đồng thời đối với Long Thủ phát động công kích. Sử Nữ như Phật, chiêu thức vô cùng thánh khiết, Song Tử nhập ma, chiêu thức tà ác hung ác. Lấy một chọi hai, Long Thủ không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Phật Ma liên thủ, không gì hơn cái này. Lùi cho ta. Hai tay cùng lúc hướng hai bên đẩy, Sử Nữ cùng Song Tử đã bị to lớn lực đạo bị đẩy đi ra ngoài, liền lùi mấy bước mới có thể giữ vững thân thể. Song Tử nói rằng, người này lực đạo thật đúng là lớn đến đáng sợ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Long Thủ nhảy lên thật cao, trên không một chưởng đánh xuống, Song Tử lâm thời ngăn cản, bị trực tiếp đập rơi vào mặt đất.
cả người đau đều nhanh muốn ngất xỉu rồi. Sử nữ chạy tới cứu người, lại bị long thủ một bả bấm đầu, cho ta bại. Hắn một cái liền đem sử nữ cho đập vào bên cạnh trên xe, xe thể đều lõm xuống đi vào một cái to lớn hố. Phật cùng ma, thực sự không chịu nổi một kích. Ở long thủ hạ tử thủ thời điểm, thập nhị hoàng kim chi ma yết, chạy tới. Hắn là phi thường đặc thù một cái. Ở thập nhị hoàng kim trong, ma yết là chuyên môn phụ trách cùng Giang Sách bồi luyện, thực lực không thể khinh thường. Thế nhưng, ngay cả Giang Sách đều thua, huống ma yết. Tuy là ma yết đã vô cùng cẩn thận rồi, nhưng vẫn là một bả đã bị long thủ bắt được, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá. Lúc này, thiên hạt từ chỗ tối tuôn ra, lấy ám sát thuật công kích long thủ, ai biết chủy thủ kia căn bản là ngay cả long thủ ra cũng không có cách nào quẹt làm bị thương. Cán cân nghiêng huy vũ trường thương, xạ thủ xa xa bắn cung, sư tử lấy cực nhanh tốc độ nặng hơn công kích. Hết thảy vô hiệu, long thủ một quyền vung đi. Thập nhị hoàng kim trong khí lực lớn nhất, lực phòng ngự mạnh nhất kim ngưu cũng vô pháp ngăn cản. Cừu trắng, cự giải hai cái này quan văn cũng tham dự vào trong chiến đấu tới, thế nhưng có thể đưa đến trợ giúp cũng phi thường hữu hạn. Ngoại trừ trước bị thương nặng đang ở bệnh viện trị liệu đôi ngư, cùng với không thể tới lúc chạy tới bình nước ở ngoài, còn lại thập đại hoàng kim toàn bộ đều tới rồi, liên thủ đối phó long thủ. Trận này dung, tương đương khủng bố. Mặc dù là Giang Sách, muốn lấy một địch 10 cũng căn bản làm không được, này 10 người sức chiến đấu đã đạt đến tương đương trình độ kinh khủng. Nhưng dù cho như thế, bọn họ 10 cái liên thủ lại cũng không thể bắt long thủ. Đây là khái niệm gì? Long thủ đầu tiên là đánh bại đôi ngư, bình nước cùng Giang Sách, lại lấy một địch 10 chặn thập đại hoàng kim. Hắn cũng sớm đã thoát khỏi nhân loại cái khái niệm này. Song tử, sử nữ, ma yết. Thiên hạt, cán cân nghiêng, xạ thủ, sư tử, kim ngưu, cừu trắng, cự giải, thập đại cao thủ chiến đấu một người, như vậy rầm rộ, tuyệt vô cận hữu. Trong khoảng thời gian ngắn, giết là thiên hôn địa ám. Ở tại bọn hắn thời điểm chiến đấu, bình nước khoan thai tới chậm, hắn mới vừa đem đôi ngư đưa đi trị liệu liền lập tức chạy tới. Khi nhìn đến thập đại cao thủ đều bắt không được long thủ thời điểm, bình nước nhíu mày. Ở thập nhị hoàng kim trong, thông minh của hắn là cao nhất. Loại thời điểm này, mặc dù là bình nước cũng gia nhập vào trong chiến đấu đi, cũng không được hiệu quả gì, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn không thiếu một cái. Nhưng nếu như là nhiều Giang Sách đâu? Bình nước lập tức đi tới đã hố bên cạnh, đem Giang Sách lôi đi ra. Thời khắc này Giang Sách tuy là còn chưa có chết, nhưng là hấp hối, chỉ còn lại có một tia khí tức còn lưu lại. Thống suất, ngươi còn có ý thức sao? Giang Sách ngoan cường mở hai mắt ra, dùng hết tia khí lực cuối cùng nói rằng, bình nước, giúp ta lấy châm, dựa theo ta nói đối với ta ghim kim. À, bình nước trong khoảng thời gian ngắn không có minh bạch là có ý gì, nhưng Giang Sách từ trước đến nay không nói vô dụng nói, nghe lệnh chính là. Hắn ngay lập tức sẽ lấy ra Giang Sách bình thường sử dụng biển thước thần châm. Thống suất, ngươi nói. Sau đó. Giang Sách mỗi nói một huyệt đạo, bình nước liền ghim xuống, mặc dù không là chuyên nghiệp bác sĩ, nhưng bình nước đối với bác sĩ cũng có nghiên cứu, đơn giản ghim kim còn không có vấn đề. Có thập đại hoàng kim tha trụ long thủ, cũng cho bình nước đầy đủ thời gian cho Giang Sách ghim kim. Cuối cùng, 108 cây biển thước thần châm, đối ứng nhân thể 108 cái huyệt đạo, toàn bộ đều thi triển xong tất. Giang Sách hai chân uốn lượn ngồi dưới đất. Nhắm chặt hai mắt, điều chỉnh khí tức. Giang Sách làm cho bình nước thi triển là một bộ tự nghĩ ra đi ra châm pháp, là căn cứ nhân thể huyệt đạo cùng khí hơi thở nghiên cứu đi ra châm pháp. Một bộ này châm pháp có thể đem thân thể người bên trong toàn bộ khí cho kích thích ra, khiến người ta trong vòng thời gian ngắn sở hữu siêu cường lực phá hoại, lại nói tiếp, bên ngoài nguyên lý cùng long nước còn có mấy phần tương tự. Chỉ bất quá bộ này châm pháp Giang Sách còn không có thí nghiệm qua. Có thể hay không được không còn chưa biết được. Ngày hôm nay thật sự là bước đến cái này phân thượng rồi, không cần đều không được. Vậy khí, là thắng không được kích phát tiềm năng long thủ. Phải đem toàn thân khí đều bức bách ra ngoài mới được. Bên kia, thập đại hoàng kim từ từ không chịu nổi, một tên tiếp theo một tên bị đánh bay đi ra ngoài, thực lực hơi yếu một chút trực tiếp bị cắt đứt đầu khớp xương, ngất đi.
người này thật là nhân loại sao? Cán Cân Nghiêng không dám tin hỏi. Thập đại hoàng kim, toàn bộ bại. Long thủ lau mép một cái huyết, cười lạnh nói, đây chính là quét ngang tây cảnh thập nhị hoàng kim sao? Thực lực thật không ngờ bất kham, xem ra, truyền thuyết có bị khoa đại hiểm nghi à. Ngày hôm nay, ta muốn cho các ngươi thập nhị hoàng kim, còn có Giang Sách, hết thảy đi tìm chết. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Giang Sách toàn thân tản mát ra một đám khói trắng. Sau đó, hắn quát lên một tiếng lớn, 108 cây biển thước thần châm phân tán bốn phía. Long thủ, đối thủ của ngươi là ta. Giang Sách đứng lên, nhìn nữa hai mắt của hắn, dĩ nhiên là trắng phao vẻ. Lần này, Giang Sách chân chính biến thành Tu La, tới từ địa ngục ác quỷ Tu La. Ngươi còn có thể đứng lên. Long thủ nở nụ cười, Giang Sách à Giang Sách, ngươi thật là mang cho ta nhiều lắm vui mừng. Ngươi sống một đời, có thể có như ngươi vậy một cái đối thủ, thật là quá sung sướng. Bất kể là chí đấu vẫn là đấu võ, ngươi đều mang cho ta trước nay chưa có sảng khoái. Giang Sách, đây là một hồi thuộc về ngươi theo ta chiến đấu. Để ngươi ta tự tay chấm dứt ha. Long thủ gầm thét xông về Giang Sách, quyền kia đầu giống như là mang theo hỏa diễm thông thường, hung hăng đập về phía Giang Sách đầu. Thống suất, Minh Nước kinh hô một tiếng, vì Giang Sách lo lắng. Phải biết rằng, thập nhị hoàng kim liên thủ đều không đối phó được người kia, quả đấm của hắn uy lực mạnh, cũng sớm đã nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phạm vi. Một quyền này, được tránh a. Nhưng mà Giang Sách phản ứng vượt ra khỏi Bình Nước ước đoán, hắn cũng không có né tránh, mà là chậm rãi vươn tay ra, muốn đi chơi domino thủ nắm đấm. Đón đỡ, Long thủ nở nụ cười, vậy ngươi cánh tay này là khỏi phải nghĩ đến muốn. Một quyền, một chưởng. Thình thịch, đang lúc mọi người trong khiếp sợ, Giang Sách vững vững vàng vàng tiếp nhận Long thủ một kích toàn lực, ngay cả nửa bước cũng không từng lui lại. Long thủ, ngươi thua. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 90.